mà em đi cả tháng đấy chứ. Mà em đặt niềm tin rất là nhiều vào anh chị, nhất là anh Dũng cũng mới lấy bằng. Nhấn mạnh lại nha, là mới lấy bằng. Nói mà anh cũng muốn sặc luôn. Thứ hai nữa là những cái cung đường nó rất là ngoằn ngoèo. Bây giờ có bạn Ánh Cua đây, mình nói thật với các bạn luôn là mình đã rủ bạn Ánh Cua đi ra miền Trung rồi nhưng Ánh Cua không dám đi các bạn. Xong rồi em mới ra đó em lại nghe một cái tin chị Diễm nói mà em không biết nên khóc hay nên buồn hay nên vui, là anh chị định đi đi Đà Lạt mà đi đèo Bảo Lộc mà không dám đi. Mà đi ra đi Tây Bắc, Đông Bắc quá chị cũng đèo mà phải nói là nó hiểm trở, những cái cua hiểm trở như vậy mà mình không lao mà đi theo lao. Nói cái chân chất lượng luôn, mọi người xem nè. Cầu quăng này chứ. Gọi là bếp giã chiến, nhưng mà lần đầu tiên bọn em được ngồi ăn ở một công ty chị ạ. Mà có chủ tịch ngồi ăn phía bên. Chắc tại không lẽ mèo khen mèo về đuôi à, ăn về là biết sao. Để tranh thủ là bọn khi nào tiên ơi thèm hải sản là về Việt Nam. Gài nha mọi người, hàng gài đó này kiểu là nên là mấy anh chị em có nói vui là qua đó mà coi lại những tiếp phim này, thứ nhất là rớt nước mắt, thứ hai là chảy nước miếng. Nhưng mà cái bơi đó ăn không được đâu anh. Vậy hả? Vậy Diễm ăn hả? Biết tại sao không? Sao nó ngon quá hả? Hay là mình bị lừa? Nó ngon quá đó chị. Không phải. Ủa? Ê, định đưa cho Tiên hả? Thôi để đâu đâu đây còn tiên cho Tiên. Sao, sao em còn à, đưa cho Tiên nguyên con đó đi. Về bển giữ gìn sức khỏe. Dạ. Và mong là đạt được những cái gì mình thành tựu. Nói chung là thực hiện được ước mơ của mình. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Vô, hết nha. Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình và Diễm đang có mặt tại cửa hàng hải sản của bạn Phan Diễm. Yeah. Không biết là trong suốt hơn một tháng vừa qua, khi mà mình cùng với tất cả các bạn đi vòng quanh Đông Bắc, Tây Bắc, thì các bạn có nhớ là bạn Diễm vẫn bán hải sản bình thường các bạn? Xin chào cả nhà nha. Phải nói là cũng lâu lắm rồi thì mình mới làm một video tại cửa hàng. Hôm nay thì mình muốn, sau khi một cái hành trình đi xa Sài Gòn, thì hôm nay mình mời các bạn đến thăm cửa hàng bé bé xinh xinh của hải sản Phan Diễm. Ngoài hải sản thì Diễm vẫn còn bán yến nha cả nhà. Đấy, hôm nay là bạn Diễm mới nhập về một cái lô tổ yến mới nha các bạn. Phải nói là trong thời gian vừa qua thì tổ yến của bạn Diễm được bán hình như là còn đắt khách hơn cả hải sản nữa cơ. Không, thật ra cái nào cũng đắt khách anh Dũng ạ. Có một cái điều mà trước khi đi sâu vào hải sản giới thiệu của Diễm thì Diễm chia sẻ là trong hành trình vừa rồi thật sự là mình cảm thấy may mắn vì mình có một cái sức khỏe khá là tốt. Nhiều bạn thì cũng bảo là trời, nhìn Diễm bé bé nhỏ nhỏ con vậy thôi mà lại khỏe ghê. Thì trộm vía là mình đi cả một hành trình vừa rồi mình với anh Dũng không hề bị cản vặt luôn nha. Và mình tự nhiên mình suy nghĩ thôi, không phải là mình bán yến thì mình nói đâu, nhưng mà may mắn là trong 2 năm qua thì tụi mình cũng có tập thể dục thể thao này. Và cái thứ hai nữa là mình đã ăn yến đến bây giờ là được 2 năm rồi, và sử dụng của yến của Diễm thì gần 1 năm. Sẵn đây thì cho xin phép Diễm là giới thiệu mặt hàng yến với tất cả các bạn luôn. Hiện tại thì Diễm có 2 loại. Một là yến đã làm sạch tinh chế như thế này. Đó, nếu mà mua làm quà để biếu á, hoặc là mua cho người lớn tuổi thì cái này rất là tiện. Còn cái thứ hai á, là mình sẽ có yến thô. Yến thô á, thì Diễm chỉ bán hàng loại 1. Hiện tại là hàng loại 1 này là 10 đến 12 tổ. Và tổ rất là to, cũng như là sẽ có cái chân yến ít lông. Tổ yến này các bạn coi này. Yến này là yến thô, chưa có nhặt cái gì các bạn. Có rất là nhiều cô chú lớn tuổi á, thì mua cái này về để tự nhặt các bạn này. Nên là yên tâm hơn. Nhiều cô chú là sợ là mua cái hàng mà tinh chế thì sợ hàng giả. Nhưng mà các bạn yên tâm, đối với bạn Diễm bán thì dù tinh chế hay là hàng thô thì chắc chắn 100% và thậm chí là trên 100% đều là hàng thật các bạn. Có một cái điều mà Diễm rất là ưng ở chỗ yến thô này là mình đã lựa yến rất là ít lông, dễ nhặt. Và khi mà các bạn mua yến thô này thì Diễm thấy là nếu mà gia đình sử dụng nha thì nó sẽ tiện chỗ là nó rẻ hơn anh Dũng ạ. Nó tiết kiệm hơn rất là nhiều so nhưng với yến làm sạch. Nhưng mà lại tốn thời gian để nhặt các bạn. Đây, như một cái tổ thế này các bạn thấy rất là ít lông này. Đó, thì chân yến này các bạn coi, chân yến rất là to luôn nha. Cái này rất là bổ luôn. Nói chung là yến là không phải là sử dụng một ngày một bữa mà nó là về lâu dài ấy. Đó, các bạn coi chân này. Nhiều khi là mình tự hào về mặt hàng yến này, nên thật sự là bạn nào mà có nhu cầu sử dụng yến thì cứ ủng hộ Diễm nha. Đó là yến thô. Sẵn đây thì cho các bạn xem yến sạch tinh chế luôn. Đó. Đây. Cái chuyện mà yến bên Diễm bán lẻ nha, nhưng mà chuyện mà mua 4-5 lạng là bình thường và khách hàng là mua trở lại rất là nhiều nha các bạn. Đây, đây là một tổ yến sạch đã làm sạch rồi. Đang bọc trong một cái màng bọc thực phẩm đó các bạn. Đúng rồi. Đây. Cái nào mà còn chân ấy, tổ nào mà có chân là bên mình vẫn giữ lại hết nha các bạn.
không có cắt ra để bán riêng đâu. Như mình từng nói tất cả các bạn, khi mà ra Bình Thuận để thu hoạch yến trong nhà yến ấy, thì bây giờ mua yến sợ nhất là hàng giả các bạn ạ. Nhưng mà mình phải cam kết với tất cả các bạn là yên tâm, lúc nào bạn yến bán cũng 100% là hàng thật, không bao giờ có hàng giả, hàng độ. Đó, nên là mọi người cứ yên tâm, tại vì mình là người sử dụng luôn mà. Đó, bây giờ để đây nha. Cũng nhờ cái yến này mà mình phải chia sẻ tất cả các bạn đây rất là nhiều lần rồi. Gần như nó cũng là một phần giúp cho bố mình vượt qua được 2 lần mắc Covid. Bố mình bị tiểu đường type 2 các bạn, và bây giờ là ăn yến này thường xuyên luôn. Nên là đối với nhiều người thì có thể là không vượt qua được. Hiện tại thì bố mình gọi là bình an vô sự các bạn. Diễm tiết lộ là bác là khách hàng thân thiết của Diễm các bạn. Đã, còn bây giờ thì hôm nay mình sẽ mời các bạn đến thăm với lại hải sản Phan Diễm. Thật ra thì các mặt hàng vẫn là như cũ thôi, nhưng mà lâu rồi không quay video nên là sẽ giới thiệu lại với các bạn. Đây, nhìn con bào ngư đã chưa? Bây giờ bạn Diễm đi với mình cả tháng này nên là mình sợ là mọi người quên các mặt hàng hải sản của bạn Diễm, nên là mình quay để chia sẻ tất cả mọi chút. Và đặc biệt là sau cái khi mà mình tới cửa hàng bạn Diễm thì mình sẽ đi về công ty của chị Sương để cùng nấu một cái bữa ăn thân mật để chia tay bạn Tiên, tại vì ngày mai bạn Tiên sẽ lên máy bay để đi Thụy Điển rồi. Hôm nay mình xuống chị Sương có hai lý do. Lý do lớn đầu tiên đó là mình sẽ có một buổi ăn chị em gặp gỡ để đưa Tiên về Thụy Điển, và lý do thứ hai đó là đi giao yến cho chị Sương. Chị Sương thì đặt Diễm hai lạng yến sạch tinh chế để cho mẹ của chị Sương. Đây là Diễm giới thiệu với các bạn, đây là bào ngư Hàn Quốc. Bên Diễm thì bán size này là size to 10 đến 12 con một ký, nhưng mà thường đó là sẽ là 11 con. Bào ngư Hàn Quốc giá là 590.000 một ký nha các bạn. Nhìn rất là ngon. Và mặt hàng thứ hai mặt hàng mà hay đi chung với lại bào ngư chính là còi sò điệp. Nhìn một ký, một gói như thế này nè các bạn, là một ký. Phải nói là cái còi rất là to. Nếu mà bạn Diễm không bán còi sò điệp thì mình lại không biết là trên đời này là có cái còi sò điệp mà nó to như vậy các bạn. Thật tại ra, vì bình thường mình chỉ ăn cái còi nó chỉ bằng 1-2 ngón tay thôi. Cái còi này là nếu mà là người lớn tuổi là rất là dễ ăn luôn nha các bạn. Tại vì thịt nó mềm, nó ngọt mà nó kiểu là dai nhẹ, nó không có bị cứng. Cái này thì các bạn có thể là xào với rau củ hoặc là mình nấu cháo với lại bào ngư cũng rất là ngon luôn á. Giá của còi sò điệp Nhật là 720.000 nha các bạn. Mặt hàng này thì mình có thể ăn sashimi được luôn á. Đây, trong này có ốc bù lót này, và đặc biệt là bạch tuộc nữa. Đây là ốc bù lót này là 320.000 một ký. Thì sẵn hôm nay mình sẽ soạn để đem xuống chị Sương nấu hải sản của Phan Diễm luôn nha. Ốc bên Diễm là này là 1 ký đúng không anh? Đúng rồi, mình đã cân sẵn rồi. Ốc này thì Diễm chỉ bán size to thôi. Đây là bạch tuộc Nhật. Bạch tuộc Nhật của Diễm thì hiện nay là giá là 750.000 một ký. Size bên Diễm sẽ có từ 1,5 ký cho tới khoảng 2,5 ký một con. Và mặt hàng này là mình tự tin tạo nên thương hiệu hải sản Phan Diễm, bạch tuộc Nhật. Cái này thì các bạn có thể là ăn sashimi này hoặc là nhúng lẩu, trời ơi phải nói rất là ngon. Và những ngày vừa qua thì là các cô chú anh chị ở nước ngoài về Việt Nam rất là nhiều và đã mua hải sản của Phan Diễm theo dạng là xách tay. Thì vì đi thì chỉ có khoảng 2 ngày là tới à, cho nên là mọi người rất là ưng luôn. Trên thị trường hiện nay thì cái mặt hàng bạch tuộc này có rất nhiều loại nha các bạn. Rồi. Nhưng mà cái hàng mà bạn Diễm bán là cái loại cao cấp nhất, cái loại chuyên dùng để ăn sashimi trong các cái nhà hàng các bạn. Nên là các bạn yên tâm. Giá nào cũng có cả, nhưng đây là cái loại mà gọi là cao cấp các bạn. Đó. Thật sự thì hôm nay mình cũng sẽ làm tiếp tục, mình sẽ làm sashimi và với lại là lẩu nha các bạn. Một con thì các bạn có thể là chia ra từng râu, xong đó mình bảo quản, khi nào mình ăn thì mình cắt ra. Và có cái này là mặt hàng Việt Nam. Mực, mực câu, cái này là mực lá. Mực lá thì giá là 420.000 một ký. Và thật sự thì giá nào giống như anh Dũng nói là hàng nào của nấy, hàng bên Diễm là hàng cam kết 100% là không nhúng một cái gì hết. Hàng câu đem vô khi mà nó kiểu là còn tươi sống nháy nháy ấy, thì là mình bên mình sẽ bắt đầu là đóng gói lại và đâu hút chân không để vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Tuy là bạn Diễm mới tập tành kinh doanh một thời gian ngắn thôi, nhưng mà đối với mình và bạn Diễm thì lúc nào cũng quan trọng chất nhất lượng. Đó là chất lượng các bạn, không bao giờ mà mình bán gian dối hoặc bán hàng dởm, hàng kém chất lượng các bạn. Nên là các bạn yên tâm, cho dù các bạn có mua hay là không mua thì lúc nào chất lượng cũng là hàng đầu. Đúng rồi, tại vì thật sự là mình cũng nói là các bạn mua hàng của Diễm, thứ nhất là vì ủng hộ, cái thứ hai nữa là mình cũng tâm lý là người ta quay trở lại với mình hay không, nó là quan trọng là chất lượng. Chỉ chất lượng mới giữ được chân khách và chất lượng mới thể đi đường dài được thôi. Hy vọng là sắp tới thì cái cửa hàng bé bé xinh xinh của bạn Diễm sẽ được mở rộng hơn nữa.
Và tí nữa mình sẽ tiết lộ với các bạn là sắp được mở rộng các bạn. Cho Dũng coi cái con này hết hồn luôn. Ồ, cái này nó gần bằng con mực khô các bạn đánh cua luôn ha. Nhưng mà đây là mực mực nắng, dẻo. Mực dẻo thôi chứ không phải mực khô nha các bạn. Mình đố Dũng con này bao nhiêu? Con này mình đoán là khoảng 7 lạng. Đúng rồi, gần 6 lạng. Gần 6 lạng à? Mực dẻo bên Diễm á là hiện tại thì đây. Cái này là mình phơi ráo, phơi gần 3 nắng với nó không còn nước nữa các bạn. Nhưng mà nó vẫn không bị khô nha. Mình có thể là chiên này hoặc là xào rau củ vẫn rất là ngon. Cái này là các bạn yên tâm ở cái chỗ là mình đã quay nhiều lần rồi. Thứ nhất là nó ngọt, nó thơm, ừ, nó không bị hôi luôn. Thứ hai là đặc biệt nhất khi mình xào á, nó không bị ra nước, nó không bị teo đi mà nó còn nở lên rất là nhiều các bạn. Các bạn xào lên cảm giác nó căng lên á, và ăn nó giòn, nó ngọt. Nói chung là hàng mực này là rất là Diễm, rất là ưng luôn, rất là tâm huyết với nó. Tại vì ăn cái thịt nó ngọt mà nó ngon lắm các bạn ơi. Và số lượng không phải là nhiều nha các bạn, nó có hạn. Khi mà Diễm chỉ lấy khi mà có dòng mực tươi về và nó có size lớn thì Diễm mới đặt để làm cái này nha các bạn. Chứ còn nếu mà mực bình thường thì mình cũng không có lấy. Đây là một trong những loại mặt hàng của Việt Nam nha các bạn. Nhưng mà chất lượng rất là cao. Nên là bạn nào mà thích ăn mực á, thích xào này, thích chiên này thì có thể lấy cái này về. Diễm cứ lấy bất kỳ cho các bạn xem này. Các bạn thấy không, khi một con mực đã phơi xong nhưng da nó không hề bị rách này. Nó vẫn này là mực ống đỏ cao cấp nha các bạn. Đấy. Không ngon là không lấy tiền. Cái này là có hàng Việt Nam đó các bạn nhé. Đúng rồi, cái này thì mình tủ mình vừa mới rã đông á. Cái này là mực ống nha các bạn. Khách nào mà muốn mực ống hay mực lá đều có. Cái này mực ống cũng là 420 ngàn một ký nha các bạn. Bên này có cái hải sâm nè bạn Diễm nè. Đúng rồi. Đây là hải sâm bên Diễm là loại lớn, size là 6 con cho một ký. Một hộp này là nửa ký. Mình hy vọng là sắp tới khi mà mình đi biển miền Trung á bạn Diễm thì mình sẽ có cơ hội để thu thập nhiều các mặt hàng hải sản của Việt Nam để mình bán, để mình ủng hộ hải sản Việt Nam. Tại vì theo mình biết là các cô chú ở miền biển các bạn đánh bắt là một loại hải sản rất là vất vả luôn. Mà bán thì không phải lúc nào cũng bán được, và bán nó rất là khó luôn, bấp bênh luôn. Hiện tại thì bên Diễm là chuyên về mực tươi này, rồi các mặt hàng như là hấp luộc, rồi đặc biệt là cả sashimi. Nói chung là mình gom đầy đủ. Ví dụ như sashimi thì Diễm có bán hộp trứng cá hồi Nhật. Một hộp thế này là nửa ký. Nếu mà bạn nào mà muốn mua nhỏ thì Diễm có hộp 250g. Đó. Trứng cá hồi này bên Diễm là 1 ký là 2,1 triệu. Và có một cái mặt hàng mà Diễm, nếu mà gia đình nào mà có trẻ em thì Diễm rất là khuyến mọi người mua cái lương Nhật này luôn. Cái lương này ăn rất là tốt cho sức khỏe của các em bé, mà đặc biệt là các bé dễ ăn cơm á. Một con thế này là 200g. Nó chỉ có 184 ngàn thôi. Và còn một cái loại nữa sẵn đây là Diễm giới thiệu cho các bạn luôn. Đấy, bạn Tiên đi lên Phan Xi Păng của mình này. Sắp sau cái clip này thôi, ngày mai thôi các bạn. Bạn Tiên sẽ bay sang Thụy Điển rồi. Mình sẽ tạm biệt bạn Cấm Tiên một thời gian rất là lâu trước khi bạn Cấm Tiên về lại Việt Nam. Với mặt hàng sashimi thì Diễm còn hai loại nữa mà cũng rất là được khách thích luôn, đó là cá chích ép trứng. Một hộp thế này là 2 ký các bạn ơi. Đây. Diễm có 3 màu, màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Nhưng mà Diễm chỉ bán chủ yếu là hai loại là màu vàng với màu đỏ, là tại vì nó cái vị nó dễ ăn và ngon nhất. Đó. Một hộp này là 2 ký đúng không ạ? 1 ký là 650 ngàn nha các bạn. Đó. Và một loại sashimi nữa mà Diễm đang có nữa đó là còi sò đỏ. Trời, cái này ngọt thịt lắm nha các bạn. À, nó giòn đó. Đúng rồi. Cái này chỉ cần trụng sơ qua nước dừa sôi các bạn, trụng sơ thôi là mình có thể ăn và chấm nước tương Nhật đó. Nó giòn và nó thơm lắm các bạn ơi. Thật sự thì đi một hành trình vừa rồi thì mình cũng rất là cảm ơn. Tại vì khi mình đi nhưng mà ở nhà thì vẫn có một người anh phụ mình ở đây. Và khi mà các bạn cần, chỉ cần alo cho Diễm thì hàng sẽ đến với các bạn. Nhưng mà có một cái Diễm xin chia sẻ là hàng nếu mà gửi ra ngoài các tỉnh phía Bắc thì sẽ bị một cái nhược điểm là cái phí ship gửi máy bay nó rất là cao. Đôi khi nó phải từ 300 tới 500 ngàn cho một cái tiền gửi hàng ra ngoài Bắc. Còn ví dụ như các tỉnh từ miền Trung về tới Cà Mau thì Diễm vẫn nhận hàng bình thường, gửi qua xe thì một đêm là tới thôi nha các bạn. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì trong vòng một nốt nhạc. Giới thiệu với các bạn, đây là bảo vệ duy nhất của cửa hàng hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn ghé đây từ 8 giờ tới 11 giờ trưa và ca chiều là từ mát là 4 giờ tới khoảng 6 giờ thì sẽ gặp. Lương ở đây được trả là sữa chua và phô mai các bạn ạ. Đây đây đây. Đây là từ bạn Tít nhà mình các bạn ạ. Bạn Tít rất là thích phô mai sữa chua luôn. Thì lúc nào cũng ra cửa hàng để canh cửa hàng cho bạn Diễm. Mặc dù là mình và bạn Diễm thì rất là ít khi có mặt ở đây.
Nhưng mà bạn Tiếp thì ngày nào cũng có mặt đây. Đây các bạn coi Tiếp ăn sữa chua nha. Ăn còn sạch hơn cả mình nữa. Đáng yêu lắm các bạn ơi. Mà khách tới thì nếu mà có người nhà ở đây thì sủa rất là mạnh. Nhưng nếu không có ai thì sẽ không dám sủa. Từ từ thôi. Này các bạn coi này. Vậy là chưa nha, mà hồi ăn hết sạch sẽ còn liếm lại một quận nữa đó. Này. Nên là các bạn nếu mà có nhu cầu cần hải sản thì hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ Phan Diễm để kiếm tiền trả lương cho Tiết. Ủa các bạn thấy ghê chưa? Thật sự là hành trình đi vừa rồi là rất là nhớ bạn Tiết luôn. À, nhân tiện đây thì bạn Diễm tiết lộ một chút về cái kế hoạch mà sắp tới cửa hàng bạn Diễm sẽ được mở rộng thêm một chút nữa ra đường phía sau cái bức tường này. À, Diễm xin chia sẻ thêm với các bạn là một tin vui là bây giờ mình đã thuê được thêm một cái phía sau nữa các bạn ơi, là nó sẽ to hơn cả phía trước này, chiều sâu cao hơn nữa, thì chắc là trong khoảng một tuần tới nữa bên mình sẽ tiến hành sửa chữa lại để có cái không gian rộng hơn. Tại vì nhiều khách hàng tới đây bảo là ơ em ơi sao nhìn chiều ngang ok mà bước vô cái gần cái là hết rồi. Nên là mình sẽ mở rộng một xíu để có thể là mang những cái đặc sản của các vùng miền về đây để có thể là các bạn đến mua. Đặc biệt hơn nữa là sắp tới thì bạn Diễm sẽ lấy một số cái mặt hàng Tây Bắc, ví dụ như là nấm hương này, sâm đương quy khô này và một số các loại gia vị đặc biệt khác nữa của Tây Bắc để về để phục vụ các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh mà nếu như có nhu cầu. Đấy, tít ăn hết rồi. Bây giờ mình sẽ lên đường đi đón bạn Cẩm Tiên này và sau đó là mình tới công ty Tân Quốc Tuấn của chị Sương để chế biến những món hải sản mà bạn Diễm ngày hôm nay sẽ cùng với bạn Cẩm Tiên liên hoan. Đặc biệt là bây giờ mình sẽ lên xe đến với một công ty cửa hàng về cá hồi của mình ấy, mình lấy cá hồi Na Uy để mang một con siêu to khổng lồ và hôm nay Tiên sẽ ra tay xẻ cá hồi Na Uy nha các bạn. Tiết chào mọi người đi. Tiết chào mọi người, Tiết ơi. Tiết chào khán giả đi. Tiết ơi. Rồi đấy. Ở nhà trong cửa hàng nha. Bây giờ mọi người đi quay đây. Nha, hết rồi. Hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi đón Cẩm Tiên chút nha các bạn. Bây giờ mình đang trên đường Trường Sơn hướng ra sân bay Tân Sơn Nhất nha các bạn. Mình sẽ đi sang quận Gò Vấp để đón bạn Tiên các bạn ạ. Ngày hôm nay thì sẽ có chị Sương này, bạn Cẩm Tiên và cả Ánh Cua nữa. Nhưng mà Ánh Cua thì đã có siêu xe riêng rồi nên là Ánh Cua sẽ tự lái sang nha các bạn. Mình chỉ đi đón Cẩm Tiên thôi. Mình đi đón bạn Cẩm Tiên sang để chuẩn bị đồ ăn trước. Bạn Ánh Cua sẽ qua sau. Mà hôm nay thì cũng là một cái dịp để mình chia tay bạn Tiên cũng như là kết thúc cái hành trình đi xuyên Việt các bạn ạ. Từ đây mà lại sân bay thì chỉ còn khoảng một cây số nữa thôi, nằm bên phía tay trái của mình là sân bay Tân Sơn Nhất. Thì ngày mai bạn Cẩm Tiên sẽ ra sân bay Tân Sơn Nhất để bay sang Thụy Điển các bạn. Gần tới khu vực nhà của bạn Cẩm Tiên TV rồi nha các bạn. Tự nhiên đi đường này anh Dũng biết mình nhớ gì không? Nhớ gì bạn Dũng? Quán ốc Tu Bo. Quán ốc Tu Bo của bạn Tiên thì cũng gần đây các bạn ạ. Nhưng mà từ khi bạn Tiên sang Thụy Điển thì quán cũng đóng cửa rồi. Hy vọng đẹp quá ha. Đúng rồi, khu này thì đẹp. Khu này hình như là giống như một khu mới ở Gò Vấp, Cityland. À, khách hàng của Diễm cũng ở đây nha. Diễm cũng có khoảng 2-3 khách là ở khu vực của Cityland này này. À, thấy Cẩm Tiên rồi các bạn ơi. Đây 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 cô gái này đây. Cô gái bỏ về trước này. À, em ơi, em ơi. Đâu đây, đâu đây? Ok, đi chờ cái nhà. Rồi. Cẩm Tiên lên xe rồi nha các bạn. Để đi sang công ty chị Sương. Quay về chiếc xe thôi. Nhớ Cẩm Tiên quá.
nhớ cả nhà quá, nhớ anh chị quá, nhớ hơi chị Diễm quá. Các bạn thấy Cẩm Tiên là ở khu vực khu nhà giàu nha các bạn. Nhà giàu đâu đi. Bữa nay toàn biệt thự không? Đó là cả nhà ơi. Quen chị em. Oan quá. Quá oan. À, bây giờ mấy anh em mình sẽ chạy về công ty chị Sương, sau đó thì mấy chị em sẽ tâm sự nhiều hơn nha các bạn. Rồi, các anh chị em sẽ tâm sự mỏng. Rồi. Rồi đầu lại. Các Cẩm Tiên ở đây là phường mấy Hòa Bắc Cẩm Tiên? Phường 16 Hòa Bắc anh ta dạ. Phường 16 Hòa Bắc. Bây giờ thì mình sẽ thẳng tiến về Đồng Nai nha các bạn. Wow. Mình chuẩn bị tới công ty của chị Sương rồi nha các bạn. Nằm ở dưới cầu Đồng Nai. Công ty Tân Quốc Tuấn, xe ô tô cũ. Đúng rồi, đã lâu rồi chưa gặp chị Sương. Hứa chị Sương rất là nhiều, chưa làm được gì. Bây giờ thì anh em mình đã có mặt tại công ty của chị Sương các bạn. Nhưng mà sau hơn một tháng quay trở lại thì hôm nay mình rất là bất ngờ luôn, khi mà trong công ty bây giờ là không còn chỗ để đậu xe các bạn, rất là nhiều xe đang chờ để bán cũng như là giao cho khách hàng. À, chị có nghe chị Sương nói là chị Sương về những cái lô xe mới rồi các bạn. Tự nhiên hôm nay mình tới đây mình thấy trời quá trời xe luôn. Là xem là Tiên có ở lại thêm không để phụ bán xe với chị Sương. Bạn Tiên là có hứa là ở lại bán xe với chị Sương nhưng hình như là mới bán được một chiếc à. Nhưng mà chưa tới chiếc thứ hai là đã đi rồi. Nhưng mà bữa giờ Tiên hay chia sẻ là về sớm thì Tiên chuẩn bị này kia như thế nào rồi, và cái hành trình mà em chuẩn bị đi ấy. Cái hành trình của em chuẩn bị đi thì chị Diễm là người đồng hành, là chị Diễm cũng biết là rất là khá là gấp, bởi vì là Tiên phải về liền để hoàn tất là tiếp tục với cái công việc ở Thụy Điển của mình, nên là không có thể nán lại lâu như dự định ban đầu. Thì dự định ban đầu của Tiên là đến cuối tháng 9 lần cả nhà, nên là đó là lý do tại sao mà Tiên cũng có hứa với chị Sương là sẽ có gọi là hợp tác cho với chị Sương để có thể cùng nhau phát triển. Nhưng mà bây giờ công việc của Tiên thì Tiên phải dành thời gian cho nó, nên là Tiên phải về lại Thụy Điển thôi. Và mấy ngày nay thì Tiên cũng tức bật sợ đồ, gọi là thu dây cuốn lo để đi về Thụy Điển. Đúng rồi, và hành lý thì cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, bây giờ chỉ có đợi ngày về thôi cả nhà. Phải nói là bạn Tiên đi rất là bất ngờ luôn, làm cho mình cũng hơi bị hụt hẫng một chút. Tại vì anh em mình nghĩ là sẽ còn kết hợp với nhau được khoảng một vài tháng nữa thì mới Tiên mới đi cơ, hoặc là có thể là ở lại Việt Nam luôn nếu như mình lôi kéo được các bạn ạ. Nhưng mà không ngờ là bây giờ bạn Tiên mới qua Thụy Điển để tiếp tục cái công việc cũng như là cuộc sống ở bên đấy các bạn này. Nói chung là không thể kế hoạch, không thể thay đổi đúng không Tiên? Có những cái là mình tính không bằng trời tính cả nhà. Tính được là giàu hết rồi. Đấy, bây giờ mình đi dạo một vòng đây rồi mình vào mình gặp xem là chủ tịch Sương bây giờ đang ở đâu nhá các bạn. Nãy giờ là mình thấy xe nhiều nhưng mà chưa thấy chủ tịch đâu cả. Và đợt này phải nói là về xe mới. Chị Sương là hôm nay là về cả xe mới luôn nha các bạn. Có nghĩa là ngoài trước đây là bán xe cũ thì đợt này là thấy bán cả xe mới này. Đây này, bên này là lô xe mới nè anh Dũng này. Xe mới, xe cũ đầy đủ luôn. Có cả những chiếc xe gọi là cỡ chắc là 500kg hay sao các bạn Diễm này. Rất là nhỏ này. Cho tới những xe cả chục tấn. Bây giờ trong này là đầy xe rồi. Công việc mà bạn Tiên dự tính làm với chị Sương thì chắc là phải hẹn vào một cái duyên vào dịp khác các bạn ạ. Các bạn chú. Mà phải nói là ngày cuối tuần nha, nhưng mà cái không khí công ty chị Sương vẫn rất là nhộn nhịp. Hồi nãy Diễm tới là thấy đã nhận tiền cọc mua xe rồi. Hồi nãy mình thấy có một anh đi chiếc S500 đi vào đặt cọc xe, và chị Sương bây giờ đang bỏ tiền vào két các bạn. Chị Ba nghe chị Sương loáng thoáng là lúc đó mình chào chị Sương xong, chị Sương bảo là nhờ một bạn thư ký là tức tiền giùm. Đó là mình biết chắc mới nhận tiền cọc ấy. Mình nghĩ là nếu như mà bây giờ bạn Tiên không thể tiếp tục bắt đầu công việc bán xe như dự định được thì hay là bạn Diễm thế vào cái vị trí đi, vừa bán hải sản vừa bán yến, bây giờ bán luôn xe tải được không bạn Diễm? Thật ra là bán thì Diễm chỉ có một cái là Diễm không biết chạy thôi. Còn tư vấn thì Diễm có thể làm, chỉ có một cái là không biết lấy xe nha các bạn. Hay là bây giờ mình vào mình gặp chị Sương hỏi xem là bạn Diễm có thể là đảm nhiệm thay vị trí của bạn Tiên được không? Mặc dù là bạn Tiên gọi là mới bắt đầu thôi.
Thế thì bây giờ Diễm lại hỏi các bạn là các bạn muốn Diễm đi review, giới thiệu địa điểm ẩm thực cho các bạn, hay là các bạn muốn Diễm đi bán xe, các bạn comment nha. Cả hai được mà. Đây còn phải bán hải sản nữa các bạn ơi. Đấy, bây giờ bên trong này là văn phòng các bạn ạ. Còn xe mình đang đậu ở đây. Tí nữa mình sẽ lấy đồ xuống để chế biến nha các bạn. À, chủ tịch này. Chào chị Sương. Thấy là sau một tháng hôm nay trở về là em thấy hình như là công ty mình làm ăn lại còn hơn nữa chị ơi. Chị đã quá trời luôn. Chị Sương thì vẫn rạng ngời như ngày nào các bạn ạ. Nhưng mà sao hôm nay em thấy là quá trời xe trong này vậy chị? Hả? Là mình mới nhập lô mới về hay sao chị nhỉ? Tôi đang làm thêm bản xe mới á. À. Thêm 5 cái dòng xe nữa. Đấy, ồ, đây có hoa này, có trái cây này. Nói là Tiên là đi về Thụy Điển rồi. À, là để em thế chân Tiên. Là em đi xuống này bán xe. Đó, tay bán xe chị Sương. Không biết là chị Sương có nhận hay không, không biết là có lương để trả không ta. Nhưng mà em chỉ sợ là chị Sương là không tin nữa. Tại vì bây giờ là mới chuẩn bị tuyển dụng được bạn Tiên thì bạn Tiên đi mất thì không biết là bạn Diễm như nào. Chị sợ là không tin được tụi này nữa. Phải ký hợp đồng, phải ký hợp đồng. Đúng, phải bồi lên hợp đồng chứ đúng không? Đúng rồi. Đây là Sương hoa nè. À, cái này là hoa chị Sương mua về cắm đây ha. Hoa ly nè. Có một trái sầu riêng nè. Trà sữa này của bạn Diễm này các bạn. Đây là chị trái cây chôm chôm. Không hổ danh là chị đại của Tim. Ồ, có thêm một chai rượu vang này hả chị? À. Đấy. Có hai hộp quà nữa này. Nhưng mà ly. Nhưng mà quà này của ai thì chưa biết được. Hai hộp quà. Bây giờ chị Sương có hoa, có rượu rồi mình sẽ lấy đồ hải sản các bạn Diễm ra. À, còn hai lạng yến của chị Sương nữa. Bây giờ mình sẽ đi mang hải sản của Phan Diễm xuống đây để cho Tiên chỗ tài nha các bạn. Hôm nay Tiên sẽ review hải sản Phan Diễm Vlog nha mọi người, xem có giống như là đồ. Bây giờ thấy hộp salmon. Này là cá hồi. Đấy. Cá nguyên con nha. Đây là cái con này là siêu to đó nha. Có bằng con bạn Tiên câu bên Thụy Điển không? Dạ, con có thể nghĩ kia chắc có thể to hơn. To hơn nữa. Mười mấy ký rồi. Hôm nay là để cho ăn mọi. Thế là con này trong tầm tay xử lý của bạn Tiên rồi. Có cái dao sẵn luôn nè. Đây, dao của nhà bạn Diễm mang theo luôn. À, đúng rồi. Cũng phải dao này, dao chuyên nghiệp này. Quá, rồi mình sẽ khăn qua bên này ha. Còn đây nữa. Đây là các mặt hàng hải sản, với lại là hai làng yến để giao cho chị Sương. Quá nặng rồi. Hải sản Phan Diễm nha các bạn. Hôm nay là mình sẽ làm bếp ăn giã chiến ở công ty của chị Sương nhé các bạn. Ở đây có một cái khu bếp gọi là bếp giã chiến các bạn. Ồ, em nghĩ này là cả công ty chắc phải mấy chục người tổ chức đây vẫn ngồi hết chứ. Hôm nay chủ nhật mà em thấy là mọi người hình như là vẫn làm việc khá là đông đủ chị nhỉ? À, tại vì chủ nhật thì phải có người trực chứ. À. Có người trực nhưng mà thường thường là chủ nhật người ta sẽ có khách coi đông hơn là ngày thường ấy. À, chủ nhật lại có khách coi đông hơn ngày thường nữa. Ta... Cũng như là các sếp người ta tranh thủ ấy chị nhỉ? Sếp bận rộn lắm. Bình thường á là cá này á là Diễm lại không có bán lẻ đó bạn ơi. À, Diễm chỉ bán một với là phi lê nửa tảng, nó phải từ 2kg đến 2,5kg, hoặc là bán nguyên con thế này. Đó, mua nguyên con để dành ăn luôn. Con hôm nay là sẽ tiên con này 7kg vậy. Dạ. Hôm nay mình làm món gì với con này bạn nhé? Con này thì sẽ ăn sashimi với lại là mình nấu lẩu cá hồi. Cái đầu này mà làm lẩu cá hồi là bây giờ mình sẽ chuẩn bị để làm đi. Dạ. Yeah. Đầu tiên mình lóc vảy nó trước nè. Mình bỏ vảy nó luôn ha. Dạ đúng rồi. Nhiều gì vụ lỡ con cá vậy các bạn. Con này tới hơn 7kg liền các bạn ạ, nên là rất là to luôn. Mình sẽ lấy những phần ngon nhất để mình ăn sashimi. Còn lại thì mình nấu lẩu bạn Diễm ha. Đúng rồi, lấy cái đầu xương nấu lẩu. Con cá đã quá. Diễm có một khách ở Cà Mau á, chắc bây giờ anh mua cá hồi mà kiểu nguyên con thế này nha, chắc là phải con thứ năm vậy, hay mua để biếu á, nguyên con. Đấy, rất là chuyên nghiệp nha, khô ráo luôn này. Hay quá Tiên ơi. Dao bén lắm cả nhà. Ok hả? Ok. Mài cả buổi đó Tiên. Vậy là có tay mài dao nha. Né né cái chọn là đúng là chủ nhà hàng luôn ha. Hơi dài. Thôi kệ, bỏ này ra luôn. Dao mới khen dao bén lạng như miếng thịt luôn cả nhà ơi. Cái này là dọn ha. Dạ dạ dạ.
ra là Diễm định là bên Diễm là có phi lê ra luôn. Nhưng mà trước khi Tiên về Thụy Điển thì mình muốn làm khó một xíu các bạn ơi. Tại vì bên bản là ngày Tiên bảo là hay đi câu á, nên là xẻ tại chỗ luôn đúng không? Dạ, chỉ có coi clip đó. Xẻ tại, đi thử. Tại vì câu được số lượng nhiều á nên mình phải xẻ tại chỗ để mình đem về mình cất tủ đá thì nó sẽ vừa nhanh. Mình đi về mình vệ sinh lại thôi. Chứ mình đem cả con lại gì mình về thì nó lại hơi cồng kềnh. Cái này là đòi hỏi khéo tay đúng không? Nó không bị lem một tí. Nếu là em mà nãy là hết da luôn rồi. Lột xong da nhìn đẹp và điên ha. Đó. Thôi tí xíu rồi, bây giờ bắt đầu mình tới giai đoạn mình cắt cái đầu nè. Cắt cũng dư dư tí để lát nữa mình có cái đầu có thịt để ăn nấu lẩu vậy cả nhà. Thường thì bạn Tiên câu cá bên Thụy Điển thì hay làm món gì Tiên? À, cũng là nấu lẩu nè, hoặc là xay chả, hoặc là dùng cái phi lê cá mình chả cá hồi luôn. Chả cá hồi luôn. Hoặc quá chất lượng ha. Mình vẫn kho được nha, cá hồi kho ăn cũng rất là ngon nha cả nhà. Cá này. Dao này có đủ sắc không Tiên? Dạ đủ anh. Cắt tới cái gì luôn. Cắt tới công chuyện luôn. Bạn Diễm đã chuẩn bị nước tương nhật và gừng hồng chưa? Đầy đủ hết luôn. Mình chấm cả luôn các bạn. Wasabi. Cả tháng nay mình không ăn cái món này rồi. Wow. Đó, đẹp như cái nhà. Nhưng mà để mình đảm bảo vệ sinh sạch sẽ thì không có những phải lọc qua mỡ bụng này nữa nha các bạn. Đối với những cái món sashimi này mình không có rửa được thì mình đã làm cái bụng rồi thì mình chỉ có thể lau thôi nha. Mình lau bằng giấy sạch. Cái xương này lát nữa mình bỏ vô bỏ nấu nước lẩu á. Anh Dũng có hỏi mình đi là có nấu lẩu thì có mua xương heo để hầm không? Mà Diễm nói là riêng với con cá hồi này thì bộ xương là nấu lẩu luôn. Không còn mình mua đấy nữa. Đấy. Còn thịt nhiều lắm hả? Dạ, đấy, đúng rồi, để nấu lẩu hết chị không? Nhìn tiêu rối chị Sương ha. Đây, còn hai cái phần này. À, để mà ăn được cái món sashimi thì nó hơi tốn thời gian làm. Và đặc biệt là mình đang làm một cái bếp giã chiến nữa. Nên là nó sẽ hơi cồng kềnh một chút. Dao có bén không nằm mức này nữa nè. Để mình không có bị nhiều đường á. Nhìn cái lớp thịt của mình nó mới ngon. Khi mà lột cái lớp màng bụng này ra thì các bạn nhìn cái lớp phi lê bên dưới mới thấy thực sự là chảy nước miếng các bạn. Tiên bỏ xương nó là ra nó ra hết vậy ta. À đây quá đây là con đường đây. Các bạn biết cái nhíp này là nhíp gì không? Cái nhíp này là nhíp nhặt yến thô, mà khi khách nào mua yến thô là Diễm tặng cái nhíp này nha. Hôm nay mang theo để đút xương. Cái này là mình cũng có thể bỏ vô nồi lẩu được luôn nha cả nhà. Hôm nay bạn Diễm có mua măng chua không? Không mang có gừng hồng ấy. Nếu mà những cái phần dư này mình nấu lẩu măng chua là ngon lắm các bạn. Đúng rồi, hôm nay là không mang cái nhíp này để hợp lý luôn Tiên ơi. Chiều hôm nay là có giao xe hả chị Sương? Đó, xong mới cọc, mới nhận cọc xong ấy. Đấy. Thấy xe đang khách đang nổ máy rồi bóp còi rồi nghe tiếng máy ở bên ngoài các bạn ạ. Đối với sashimi là mình phải lọc nó thật sạch nha cả nhà. Không sạch là phải rút xương này ra này các bạn. Đúng rồi. Đấy. Diễm có cái nhíp này để nhặt long yến và rút xương quá hợp lý luôn. Bắt đầu đi sẽ phi lên vào cái bên này nha. Mình nghĩ là nếu mà mai mốt qua Thụy Điển rồi, bạn Tiên nhìn lại những hình ảnh của ba chị em như thế này thì chắc là sẽ nhớ lắm đấy. Nhớ có khi là nhớ mà bay về Việt Nam luôn đấy. Vì như cần làm. Cảm giác như nhà có ba chị em rồi bạn Diễm ha. Đây là chị cả nha các bạn. Thực ra là vẫn còn một nhân vật rất là quan trọng nữa đang trên đường tới các bạn ạ. Thì mình các bạn thử đoán xem là còn ai đang trên đường tới nữa. Sẽ là bốn chị em luôn các bạn ơi. Cam chót phải nghe hả? Màu cam đó đúng không? Màu cam nó là một giống cá, một cái giống cá hồi nhưng nó không hẳn là cá hồi. À vậy hả? Thì cái loại đó ở Thụy Điển cũng có ha. Đấy. Cái này ngon cái ha. Phần này là nấu lẩu quá chị Sương. Ăn cái này béo lắm nè. Cá hồi béo luôn. Cái bụng ấy. Rút xương này là xe mà đang chuẩn bị giao đó là mấy tấn vậy chị? Xe nó sẽ phu sô 4 tấn. 4 tấn là phu sô. Nhưng mà nghe tiếng máy nó cũng cảm giác nó mạnh chị ha. Nó là máy. Giờ đã rút xong cái phần xương răm này nha các bạn. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ lọc cái phần bụng này nha.
cái phần bụng là một cái lợi, là một phần của sashimi khác nữa nha cả nhà, nó cũng mình có thể ăn sống được. Giống nhiều như là thường thích người thích ăn phần bụng đó rồi á. Dạ, phần béo đúng không? Rồi. Nhưng mà khi mà mình là có hồi thì mình phải tách hai phần này ra để cho nó dễ. Đúng rồi. Những cá hồi rất là ngon luôn cả nhà ơi. Hãy đến trải nghiệm hải sản Phan Diễm. Nhưng mà nếu mà các bạn mua có Diễm thì không đến cực gì đâu các bạn. Hay là mai mốt bạn Tiên qua bên đấy mà câu được con nào á, mình đóng gói lại mình gửi về Việt Nam cho bạn Diễm bán được không? Em nghĩ là tiền thuế nó cao hơn. Con cá đặc biệt gửi từ Thụy Điển về. Đây là hai cái phần lườn bụng hai cả nhà. Bây giờ mình muốn ăn thử phần lườn bụng luôn đúng không? Đúng rồi. Mình thử xong ba chị em mình thử đi. Xong rồi chị cũng nói từ chưa giờ không ăn gì luôn các bạn ơi. Để trước khi mà phi lê cái đó thì Tiên phải vệ sinh sạch sẽ cái phần này nha. Cho đánh thớt. Ai em xin phép mời cả nhà nha. Dạ em có đi. Xin mời trước 3 miếng. Xin mời ba đô đũa vàng. Trong làng xin mời cả nhà. Mời chị cả nha. Rồi em mời chị trước nha. Chị không cả thì bẹt kiếm cái nào nhỏ làm trước nha. Là nhỏ nhất nha. Vì chị Sương cũng là một người thích sashimi đó các bạn. Chị sẽ phải chấm vô đây nha. Chấm hơi lúc lúc tí cho nó chín. Đừng nồng như chị. Ừ, nhưng mà nó chị quay cái sashimi cho nó trời, nhìn mà chả nước miếng cả nhà. Cảm ơn cả nhà nha. Để chị bày xem thế nào. Béo. Béo lắm luôn á. Xin phần bụng mới chị ạ. Này đứa nước miếng, này giờ nước miếng thiệt các nhà. Trời ơi. Cái hồi nào uy không chị? Đúng rồi, béo thơm ghê. Vô mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Nó béo mà nó thơm. Cắt thêm miếng nữa được không? Ngon lắm. Quá. Một miếng không đủ. Béo thật sự luôn á. Nhưng mà ăn lúc này mới ngon nè. Tí nữa mình xếp đầy lên dĩa thì có khi lại không ngon mà lúc này. À nó ngon. Lại rất là thơm nha cả nhà ơi. Đã nha. Đấy, không cần thớt dao chuyên nghiệp các bạn ạ. Giá chiến như này đôi khi lại mang lại cái vị giác nó đặc biệt hơn bình thường. Đây các bạn coi sơ thịt này. Đây. Mình sẽ chấm cho Diễm thử nha. Diễm thử miếng này đi. Đây các bạn coi. Mời cả nhà nha. Cá hồi nhà Diễm có thể tự tin là không bao giờ làm cho các bạn thất vọng. Mời cả nhà nhé. Em mời chị Sương. Em cứ để gì cái đẹp đi. Chị phải thử trước cho mọi người tin tưởng các bạn ạ. Ra là cá này á, mình mua trong một hoặc hai hôm đầu thì các bạn ăn sashimi, nhưng mà cái này nó có thể là nấu cháo cho em bé này rất là bổ. Và mình có thể áp chảo với những ai mà ăn ít lean ấy, là ăn theo kiểu là tập gym ấy, thì là áp chảo ăn cùng với các loại salad. Những cái miếng này thì vừa mới lọc ra xong nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt ra để ăn sashimi. Ăn sashimi thì mình sẽ chuyên về cái phần bụng nha. Phần giữa lưng thì mình để lại. Nói chung là mình sẽ lấy cái phần ngon nhất để ăn sashimi. Thực ra là phần nào cũng ngon, cái nhà này nhìn thấy khúc nào khúc đấy nó cũng ngon phải không? Nhìn cũng chảy nước miếng rồi đó nha. Chắc phải thử đầu tiên. Tiên thử luôn đi Tiên. Em Tiên mời cả nhà nha. Đây. Đây, hồi nãy là mình ăn cái phần bụng, bây giờ mình ăn cái phần gọi là xác cái lườn. Rồi, nó núng lanh núng lính cưng quá. Cho vào chén chấm ngập nha. Đó. Có thêm gừng nữa. Thơm mà cái nước tương Nhật nó thơm các bạn. Em Tiên mời cả nhà, em mời anh chị, em mời chị Sương nha. Đi đi. Sao giống như là di tả. Nó béo mà, đắng tới đâu nó tan tới đó luôn cả nhà ơi. Bỏ này cái dầu này, dày dày ăn. Cái này là khoe để được ăn không? Này thiếu một chút cái lá tía tô. Tía tô nữa. Đó nha các bạn. Đó luôn hả? Wow. Nhưng mà chút nữa mình mới ăn với tía tô khi mà lên bàn lên mâm. Ừ, tay thực em đẻ đi. Đây em sẽ lấy cái đũa mình cắm cho chị Sương nha. Bình thường bình thường. Từ trước tiên là Tiên sẽ quất miếng này trước nha cả nhà. Quất luôn. Đây đây đây. Nhớ là thải quá. Mời cả nhà nha, em mời anh chị nha. Nấu cái chấm luôn chị, hai chị em mình vô nè. Rồi vô. Vô. Nó dài dài em béo không? Dạ.
béo mập hơn. Không còn những lời nào để khen nữa cả nhà ơi. Thực ra là Sương á, là trước giờ cũng hay đi ăn sashimi ở ngay bên Hòa mình ấy. Nhưng mà cái độ tươi ở đây nó quá tươi luôn, rất béo, ngọt, ăn thơm. Chị thử miếng ăn quá. Nếu mà mình có tiệc ở trong nhà mình làm á, bếp núc dao rồi thớt đầy đủ gọ thì nó sẽ còn ngon hơn nữa chị ha. Còn đây là anh em mình đang làm dã chiến rồi nha các bạn. Nhưng mà hy vọng là cá hồi nhà Diễm không làm mà chị Sương và Cẩm Tiên thất vọng. Không, không thất vọng nha, ngon lắm. Ngon nha. Thì Tiên đã có rất là nhiều trải nghiệm ăn cá hồi rồi, từ mình ăn ở nhà hàng sashimi nổi tiếng và những cái nhà hàng sang xịn mình, cũng như là khi mình đi câu cá hồi, tận tay mình câu cá hồi mà cá hồi biển. Màu có màu cam đó, cá hồi sông cũng có, cá hồi suối cũng có, cũng như là cũng đã thưởng thức qua cá hồi của Việt Nam mình là cá hồi Sapa, thì Tiên cũng công nhận là cái thịt cá hồi của chị Diễm rất là ngon. Cá hồi này là cá hồi Na Uy nha các bạn. Thì Na Uy hình như là cũng gần Thụy Điển đúng không? Dạ đúng rồi, nên là những con cá hồi đó nó hay bơi trên sông suối hoặc là trên những dòng trên cái thượng nguồn biển, nó bơi về để nó đẻ trứng á, thì nó cũng sẽ đi ngang qua Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch. Thì lúc này thì mình đứng mình câu, mình sẽ câu được những em này nè. Mình đã được một dĩa sashimi rất là chất lượng này. Cái phần này là phần béo béo mà sát cái lưng chứ không phải là cái phần lườn đâu nhớ các bạn. Nó sát với cái miếng này này. Cá hồi này á, các bạn làm á là khi mà lọc da hay là mình cắt ra thì các bạn lưu ý giùm Diễm là dao bén và đi một đường. Đúng rồi. Càng ngay là thịt nó sẽ càng nó bị sẽ bị đứt ra. Cắt là phải dứt khoát và dao thật là sắc các bạn. Còn đây mới là cái phần lườn này, phần béo ngậy này các bạn này. Nãy mình cũng có ăn thử một miếng các bạn, rất là ngon luôn. Chị Sương có hộp sầu riêng mà bỏ tủ lạnh các bạn, mình vừa mới lấy ra, mình đem cá hồi vào bên trong tủ để cho nó mát rồi. Đây em mời chị nha. Đó, ăn để tiếp năng lượng trong lúc mình làm bếp các bạn. Đây, Sương đúng là người tinh tế luôn ấy, tại vì chị biết là tụi mình rất là đạo sầu riêng. Từ giờ tới lúc mà tất cả các món xong mình nghĩ là chắc phải vài tiếng các bạn nhé mà. Ở cả nhà nha, bây giờ còn cá chích, sò đỏ, rồi còn bạch tuộc, rồi còn mực nữa các bạn ơi. Mời cả nhà nha, đầy đủ luôn, full combo luôn. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Ngon quá chưa? Đây là những miếng sầu riêng mà Tiên sẽ được ăn tươi nguyên như thế này. Những miếng sầu riêng tươi ngon cuối cùng mà bạn Cẩm Tiên được thưởng thức trước khi đi nước ngoài. Trước khi ăn sầu riêng đông đá. Gần cuối mùa rồi chị ạ. Gần muốn đóng cùng dữ quá. Không đem được chị. Sầu riêng nó không được đi. Có mùi. Thích chân không? Những con cho đem được. Không cho đem luôn đúng không Tiên? Nên là tranh thủ là mình bỏ nó vào người mình luôn. Hay, hợp lý đúng hợp không? Mà ngon quá, béo ha. Mình nghĩ là mai mốt mà bạn Tiên sang bên Thụy Điển rồi mà xem là cái đoạn ăn sầu riêng này chắc là ngồi chỉ khóc hai hàng nước mắt các bạn. Rớt nước mắt mà còn chảy nước miếng. Rớt nước mắt chảy nước miếng. Cái lúc đó hình tượng mình như thế nào nhỉ? Lúc đó Tiên gọi cho chị Sương mà bằng video bảo chị Sương cứ mua trái về ăn cho em xem. Dạ. Ngon quá. Ngon ha. Hết là muối luôn này. Ui. Muối mùi rất ngon. Bây giờ là tiệc thì chưa có lên bàn các bạn ạ, nhưng mà cá hồi thì cũng ăn sương sương rồi. Để thêm muối sầu riêng nữa. Anh chưa có sức để nấu ăn, hôm nay là mấy chị em sẽ vô bếp. Chị nghĩ là bây giờ là ăn chơi tới ngày mà đưa Tiên ra sân bay luôn. Thời gian còn nhiều. Bạn Tiên đang xào để làm cái món lẩu cá, nhưng mà nó làm cho mình nhớ tới cái món ở quán ốc tu bò của bạn Tiên. Trước đây khi mình tới lần đầu tiên thì thấy bạn Tiên cũng xào sả này, rồi cà chua đúng không Tiên? Dạ đúng rồi. Để làm nước lẩu. Các gia vị thơm nhưng mà ở đây cũng hơi thiếu một số loại, nhưng mà giả chiến mà cả nhà. Đây là có gì mà dùng đó, cây nhà lá vườn ha. Thơm ha. Với lại ở đây mình cũng có một không có thiếu một số gia vị nên là Tiên không có nước sốt cà chua, nên Tiên phải dùng cà chua này nấu cho nó nhừ ra. Và bên này là mực của bạn Diễm các bạn. Cái mực này là mực tươi hoàn toàn các bạn, nhưng mà mình cấp đông. Thì bây giờ mình giã đông rồi để mình hấp. Để hấp cái sả các bạn. Trong này nước này là nước dừa đấy các bạn ơi. Nước dừa tươi. Cá chích ép trứng này các bạn này. Này mà hấp lên ăn cơm bạn Diễm à. Cái này
ăn sashimi, nhưng mà nếu mà các em bé là nhúng lẩu cho nó hơi giòn giòn á là các em rất là thích luôn. Nhìn giống như miếng bánh vậy các bạn. Ở trên là trứng, à ở trên là cá chích, còn ở dưới là trứng các bạn. Trứng cá chuồn đúng không ạ? Đúng rồi, rất là giòn. Đấy, công ty chị Sương bây giờ là đang chuẩn bị xe tấp nập để giao cho khách luôn. Hy vọng là sắp tới nếu như mà bạn Diễm có duyên thì biết đâu sẽ bán xe cùng với chị Sương thì sao hai bạn Diễm? Đúng rồi. Nhưng mà công việc ưu tiên trên hết đó là bán hải sản. Bán hải sản nha các bạn. Dĩa cá chích nhìn ngon các bạn Diễm ha. Còn bên này là thái cái còi sò điệp, à cái sò đỏ các bạn. Nhưng mà thái gì đúng không? Cách làm đôi đi. Cái này mình vừa cầm qua với lại nước dừa tươi á. Hôm nay là đúng kiểu cảm giác như là một cái tiệc mà ở nhà tự nấu ấy các bạn. Nên là bạn thấy là nhìn sẽ hơi lộn xộn một xíu. Các bạn nhìn cái bàn tay này có biết ai đang cắt sò đỏ hay không? Mình mới mướn thợ nấu về nha các bạn. Đây, thợ nấu ánh cua. Ánh cua. Xin chào các bạn nha. Làm đấy giờ là bạn Diễm có biết là ánh cua đã đi lộn đường thì mãi mới ra được chỗ này đấy. Nghe họ tới Vũng Tàu rồi quay lại đúng không? Tại vì ra Vũng Tàu chơi luôn á. Tại vì chỗ này nó là ngay cái chân cầu vượt các bạn, rồi trạm thu phí nó nằm giữa cầu Đồng Nai và ngã ba Vũng Tàu, nên là nếu mà không quen là dễ bị đi nhầm đường lắm. Con bây giờ tới đây là thợ nấu mà cho bây giờ là Diễm sẽ đi rửa con bạch tuộc này sơ qua cái là ngồi cho bây giờ là nấu tới chiều luôn á. Con này bao nhiêu ký vậy? Con này gần 2,5 kg. Mà bây giờ bán ký nhiêu? 7,5 kg. À giá cũ hả? Hai con hả? Ngày mai ship qua hai củ lâu. Ok, ok. Đây, con bạch tuộc này thì Diễm có size từ khoảng 1,5 kg cho tới 2,5 kg một con nha. Cái này là mình chưa có rửa qua. Này, nó còn hơi đá trong này nè. Mình làm món gì vậy em? Cái này thì bên hôm nay sẽ vừa sashimi vừa nhúng lẩu nha. Bây giờ là công ty chị Trương mới lấy một chiếc xe tải các bạn để lắp bóng đèn. Tại vì tí nữa anh em mình sẽ ngồi để ăn này. Mình sợ là không đủ ánh sáng để quay phim. Tuy nhiên nếu như không quay phim thì ngồi ăn ở đây rất là mát và vui các bạn. Chiếc xe này vẫn là đang bán nha các bạn. Bạn nào muốn mua xe Hino các bạn này thì gọi chị Thương nha. Tự hào thương hiệu Diễm Bạch Tuộc. Các bạn coi cái râu to này. Chấm bóc qua đây này. Này tí nữa mỗi người một cái này nha. Nhưng mà rút kinh nghiệm bạn Diễm, mình phải hấp nó thật lâu một chút. Tại vì mình mới lấy trong tủ ra thì nó sẽ bị lạnh ở bên trong. Nếu mà các bạn ở nhà hấp thì cũng để ý một chút nha các bạn. Này, anh Dũng coi này. Này anh giòn lắm á. Ủ men. Sao đấy anh cua? Cái sò đỏ nó ra nước. Này là nhà có 4 chị em. Nấu một bữa ăn đầm ấm gia đình để chia tay bạn Tiên các bạn ạ. Này là mỗi người một việc. Mình có một người bạn cũng ở Đồng Nai luôn, bạn Diễm bạn Ánh Cùa. Là nhà có 6 chị em gái luôn. Mai mốt nhà bạn của mình là sẽ có 6 anh con rể. Tuần này mình nhúng lẩu rồi Diễm ha. Nấu lẩu nên là Diễm sắc nó hơi dày một xíu. Cái này chỉ khi nào ăn thì nhúng thôi. Mình sẽ có một phần hấp và một phần nhúng lẩu nữa mà. Cái này là bạn Diễm cũng đã thái được một nửa dĩa rồi này. Giòn lắm nha các bạn. Chín rồi, chín rồi. Wow. Thơm nước mũi luôn. Giờ mình lấy mực ra, mình hấp cái dầu bạch tuộc luôn. Bạn coi da này. Tươi rói rồi nha các bạn. Cái này nãy Diễm nó ngâm Diễm kỳ nó hơi kỹ á. Đây các bạn thấy nè. Khi mà hấp xong là con mực nó rất là hồng hào nha. Giờ mình sẽ vớt ra dĩa rồi mình hấp bạch tuộc. Ăn nóng bây giờ mới đã này các bạn này. Hay mình để mọi người làm, bây giờ mình ăn hết con mực này. Bây giờ mà ăn con mực này là khỏi cần ăn món gì nữa các bạn này. Ăn no luôn. Đặc biệt là cái phần dâu này. Dâu này ăn với giòn này. Bạn thấy dâu này. Cái nước này mình pha mì tôm nữa các bạn nhé. Anh Dũng bây hỏi. Bây giờ mà chỉ cần một gói mì bỏ vào đây. Tuyệt vời luôn. Anh cho xin nước chấm với. Nước chấm mà anh cua. Chấm ăn luôn. Lấy bát muối ớt đỏ vào đây là chấm cái mực này ăn luôn các bạn ạ. Này họ ưu tiên để dành mấy cái rau này cho anh cua này.
nay là anh Cua qua trễ tại vì đang chụp hình sản phẩm đó bạn ơi, sản phẩm của đặc sản. Đây trên dung hai người con gái. Con gái của mẹ. Chị biết là lúc mà Tiên đi chắc mình coi cái nhà này thấy nồi nước lẩu thì chất lượng chưa? Quá chất lượng luôn. Nồi này thì là cái nồi lẩu hình như là duy nhất trong mấy tháng bạn Tiên về Việt Nam luôn á. Dạ đúng rồi. Chưa nấu cho bà má ăn luôn. Chưa nấu cho bà má ăn luôn. Wow, quá thơm luôn. Có chén ở lại Việt Nam đi. Cái muối xanh nè. Hay. Hai người kia đang nhìn, hai người kia đang nhìn. À, bây giờ... tất cả mọi người đang nhìn mình đấy. Bạn này bán chờ nhựa lâu quá bán ngủ luôn rồi kìa. Đây. Bạn này là có 9 con nha các bạn, vừa mới sinh. Mệt quá các bạn ạ. Tí nữa ăn nha. Đấy, rất là ngoan luôn. Giờ mình sẽ bỏ rau bạch tuộc vào. Nó đang còn lạnh nha các bạn, nên là mình luộc lâu một chút. Dầu to ha. Này, mỗi lần mình đi nhà hàng chỉ là chỉ được mấy lát trên cái dầu thôi các bạn. 3 lát. 3 lát. Còn này là của nhà trồng được. Mình hơi to. Đây bây giờ là bạch tuộc đã luộc nước dừa xong rồi nha các bạn. Sao cái luộc nha, màu rất là đẹp nha. Này mà bây giờ ai mà cầm mà cắn là rua mà gì không ha? Nó hơi to. Cái răng nó ở lại trong cái dầu bạch tuộc luôn các bạn. Nóng. Câu này nghe quen quen. Nhưng mà đây là cái đặc biệt là khách Diễm rất là thích bạch tuộc to. Tại vì sao, là nhìn cái râu nó đã anh Dũng. Cũng giống mình các bạn, lúc nào mình review cũng thích con to. Ủa. Xem nó đã mắt các bạn này. Này các bạn thấy này, tươi này, từng cái vân của nó này trồi lên này. Nhìn cái nước luộc ra màu đỏ là nó ok. Được không? Hai con mà con vậy thì ăn mực ta hay cắt nhỏ miết vậy đó. Thế thì ba con hả? Mai cho ba con. Hai con để nó không có bị niễn. Ba con là hơi là nghiêng, bị niễn. Hơi nghiêng đúng không? Ai không hồi người cũng đâu. Ba đã rồi. Cầm xé rau ăn. Bên này bạn Tiên đang làm món gì đấy bạn Tiên? Bây giờ em sẽ xào rau củ nha. Nước lẩu em đã hoàn tất rồi, anh Dũng có thể quay cái tô nước lẩu cho cả nhà chị. Ở lại Việt Nam mở quán đi Tiên ơi. Thôi cũng nhớ thiệt, ngồi đứng. Đây là các loại rau để mình xào với cò sò điệp và cò sò điệp và bào ngư. Đầu tiên là Tiên sẽ gọi là phi tỏi cho nó thơm ha. Cái gì cũng vậy, cũng phải có tỏi phi nó mới thơm. Còn đây là tô lẩu măng chua mà bạn Tiên vừa mới nấu xong. Tí nữa mình sẽ còn bỏ cá vào nhớ các bạn. Nấu ăn mà có người trợ lý đứng bên cạnh vậy. Quá quá là trợ lý nha. Wow, thật vậy hả? Vậy thì nó không ảnh hưởng đến cái muỗng, không ảnh hưởng đến đồ ăn. Đây là những kinh nghiệm của nó nhà. Nhưng tại quay phim thôi cả nhà. Chứ nhà cũng nên thẳng. Cái nhà mình thì sao cũng được đúng không? Ăn có nhiều người nó khác. Lắc lắc vậy nè ha. Này giống xào chay của tụi này. Mà em lắc lắc cho nó ra ngoài ha. Nó sẽ khi mình lắc thì thử đây nó tưng ra đây. Nhưng mà thấy có nhiều người mà nấu bắp củ nó còn sụp lửa đây, nó có sụp lửa người ha. Để thấy rằng mình đi học ra đây thì đi xào cái gì thì nó thấy nó sụp lửa đây. Cho hành ngò vào. Một xíu cho thơm thôi, để lát nữa còn. Nhưng mà cái hành ngò này cũng là thơm thật đấy. Bỏ vào một chút thôi các bạn là nó thơm nước mũi lên rồi. Ok, bây giờ sẽ cho lột xào ra ngoài nha cả nhà. Mình bắt đầu làm tới xào điệp với lại bào ngư nha. Bạn Tiên là làm rất là chuyên nghiệp nhé các bạn. Xào rau củ riêng và xào sò điệp bào ngư riêng, sau đó mới trộn hai thứ lại. Nhìn là có vẻ ngon và chuyên nghiệp, nó còn có luôn, có vẻ đẹp và chuyên nghiệp, nó còn ngon không thì còn là ông bà nội nha. Cò sò điệp của mình là một cả nhà thấy là nó siêu to đúng không? Tiên phải cứa vài đường để nó thấm gia vị á. Mình xào riêng như vậy mình chịu khó xào riêng, nhưng mà cái gì từng cái miếng thịt mình ăn nó thấm
tới từng tế bào ha. Cái này mà tưởng tượng là xào bằng cái bếp ở quán à, lửa còn còn hụt lên. Hấp dẫn luôn hả? Nhớ nghề quá. Nước này chan cơm mà nó tiện. Hoặc là mình có mì mình trộn ha. Bây giờ mà làm mì hay là miếng xào á. Thường là miếng xào á mình sẽ để cũng để nước nhưng mà ít nước vừa phải thôi. Nhưng mà do là hôm nay mình xào với hải sản tươi sống sò điệp á, còn sò điệp nó sẽ tự ra nước luôn nha cả nhà. Mà cái nước này mình chan cơm rất là ngon luôn. Sò điệp thường thường mình xào nó ra nước á. Bây giờ mình để nó nóng một dạo nữa bắt đầu là mình đeo ra ngoài nha. Bây giờ đi để cho hành ngò vô chế thơm nha. Để một xíu tiêu nha cả nhà. Đồ xào là phải có tiêu nha cả nhà. Bây giờ làm cái dĩa xào này và chén cơm là xong bữa tối các bạn. Do mình chế biến bằng bếp từ nên là thời gian của mình nó cũng hơi lâu hơn là sau mình làm với bếp ga ha. Như là cái chảo của mình nó hơi dày á. Thì tất cả những món ăn mà các bạn nhìn thấy trước mặt là hải sản Phan Diễm nha các bạn ơi. Trước khi mà Tiên về với Thụy Điển thì mình tổ chức bữa ăn nhẹ mà hôm nay kiểu là của nhà trồng đường có bao nhiêu chơi hết. Kiểu là hôm nay cũng là cái bữa giống như là gặp gỡ thân tình giữa như là các chị em với nhau á. Nên là mình nghĩ là nấu ăn vậy thì có kỷ niệm với nhau hơn là ra quán. Gắn kết tình cảm cũng như là gợi nhớ lại những cái món ăn mà mọi người đã từng thưởng thức ở quán Ốc Tư Bộ của Tiên. Nhưng mà lúc đấy thì thiếu chị Sương thôi. Có chị Ánh nè, có chị Diễm nè, có anh Dũng nè. Hôm nay đặc biệt nhất là con cá hồi. Còn ngoài ra thì có cái món quá khác mình xào lên nữa. Mực thì mình hấp. Bây giờ mình ăn món nào trước bạn Diễm? Ăn em mời cả nhà ăn cá hồi trước đi. Mình ăn cá hồi trước nha. Đây Diễm này. Cái đó là cũng ăn sashimi nhưng mà họ mình nhúng lẩu cũng được. Mời cả nhà nha. Dạ. Cho xíu gừng hồng. Anh em mình ngày hôm nay là chị Sương có chuẩn bị một chai rượu vang. Nhưng mà tới lúc ăn thì lại không mở được cái chai các bạn, nên là mình dùng nước lọc đi. quên cái đồ khui ở nhà rồi. Em mời cả nhà nha. Dạ mời cả nhà, mời anh chị nha. Xin mời cả nhà, mời ăn nha. Dạ. Hôm nay mọi người có vẻ hơi ngại ngùng hay sao? Dạ, tôi sẽ gấp cho để cái đồ để dùng cho nó sẽ gấp bình thường nha. Gấp cho Diễm nè. Ủa cho anh Diễm đâu? Dạ đây, nước chung. Có đủ nước chấm cho anh cua. Đủ rồi, có gì wasabi và gừng hồng nữa. Đây, cái này nè. Em đi mời cả nhà nha. Em mời anh chị nha. Mọi người chấm nhẹ thôi tại vì hôm nay là chỉ mà đem cái chai nước tương này nó hơi mặn, hơi đậm một xíu nên mọi người chấm nhẹ thôi. Chết rồi, lăn hơi mặn rồi. Mặn tan quá. Em vừa chấm ngập luôn. Mình cảm giác là cái loại nước tương này nó không ngon bằng nước tương lần trước các bạn thấy không? Hôm nay đi không kịp để mua chai mà mình hay dùng á. Nhưng không sao cả nhà, cái cốt yếu là cái này nè. Cái protein này nè, nó ngon là không cần nước tương cũng ngon được. Nó rất là béo. Dạ đúng rồi. Béo không? Béo. Nhưng mà mấy lần anh cua cứ đặt của mình thì thật sự là không có giao được cho anh cua. Tại vì anh cua mua lẻ. Mua 1/4 con. Hỏi là Diễm ơi có cắt ra không? Không, bán nguyên con. Nguyên con hoặc là nguyên tảng phi lê. Tại vì cũng đúng rồi, nếu mà thường thường mọi người mua hay mua khoảng 2 lạng hay đúng là rồi. 5 lạng gì đấy. Ít khi mà mua 1-2 kg như là cái tảng phi lê nửa con hay là một con. Nhưng mà hôm nay quan trọng là bữa ăn này là cuộc gặp gỡ đầu tiên kể từ khi là team Phạm Dũng đi một hành trình từ Tây Bắc ngoài phía Bắc về đây. Thứ hai nữa là sau bữa ăn này thì là Cẩm Tiên đã đi về với Thụy Điển rồi. Về với lại quê hương thứ hai. Quê hương thứ hai. Nơi đất khách quê người. Cũng rưng rưng nhưng mà mình cũng phải kìm nén lại để cho cái bữa tiệc hôm nay nó vui. Tại vì hôm thật sự là Tiên cũng có hứa hẹn với chị Sương rất là nhiều điều nhưng mà vẫn chưa có thực hiện được nên hy vọng là trong tương lai sẽ có thể thực hiện được. Yeah. Cái này nó sôi chắc là mình bỏ cái đầu cá vào đi bạn nhé, cho nó chín đi. Nước lẩu này do chính tay bạn Cẩm Tiên nấu ạ, thơm lắm. Măng chua. Mình còn một cái đầu cá nữa. Đây. Nếu mà nhà có tiệc thì mình mua nguyên một con cá về mình chế biến được nhiều món lắm ạ. Có thể làm thêm một cái món nướng giấy bạc nữa. Coi mắt cá này thơm ha. Một cái dĩa xương cá lúc nãy á, là Tiên vớt, Tiên là người nấu ăn thật sự mình thấy rất là kỹ luôn. Mình có hỏi thăm là có qua trường lớp nấu ăn nào không nhưng mà Tiên là bảo là không.
mà nấu là anh Dũng thấy không? Rất là kỹ nha. Nấu xong là cái nào xả là vớt ra, cá xương lấy nước ngọt xong là xương nó mang ra luôn. Từ mấy giờ tới mấy giờ vậy? Nấu từ mấy giờ? Nấu từ 2 giờ chiều tới bây giờ 6 giờ chiều. Đây, 4 tiếng đồng hồ là chỉ để nấu ăn. Đúng rồi. Mình cho còi sò điệp với bào ngư vào luôn. Cái bữa ăn này ngày hôm nay mình nói là mời bạn Cẩm Tiên nhưng mà thực ra là bạn Cẩm Tiên là đầu bếp chính các bạn ạ. Thử tài của Cẩm Tiên. Bữa nay là có một bếp chính và tới ba phụ bếp. Đây. Và có thêm một chàng trai đi chợ nữa. Ông một quay phim để ghi lại những khoảnh khắc này. Dạ đúng rồi. Em mời mọi người á. Mình ăn rau bạch tuộc đi. Bây giờ khác ngượng rau đi. Rau đi. À, nhưng mà khoan nè, em thấy là cái món đồ xào là mới xào ra nó còn nóng nè. Nên là ăn đồ xào. Đúng rồi, mình nên xào ăn đồ xào trước đi. Còn cái kia mình ăn nó ngồi ngồi cũng được. Em mời cả nhà nha. Dạ em mời các em mời chị Sương, mời chị Ánh nha. Rồi, hôm nay là Diễm được ngồi cùng với những người phụ nữ thành đạt, trưởng thành và rất là nhẹ nhàng và dịu dàng, nên các bạn thấy là không khí nó thể hơi hơi nhẹ nhàng một xíu. Em mình bên này chưa trưởng thành nha. em với chị Ánh là giống như là xém trưởng thành, xém thành đạt, gần tới. Đặc biệt là hôm nay mình ngồi ăn giữa một cái dàn xe tải khủng nữa. Nhưng mà đợt này là vẫn chưa có xe đầu kéo chị nhỉ? Mùa này vẫn chưa làm đầu kéo, vẫn chưa làm gần Tết. Mình vẫn thích nhất là những chiếc xe đầu kéo các bạn ạ. Bào ngư này các bạn. Mọi người ăn được xào thôi, em xào được nha. Còn xào này chắc lửa bào ngư với cái còi sò điệp ăn thôi nha. Thật sự là giá như mà Tiên ở lại Việt Nam thì mình sẽ mời Tiên làm cổ phần để mở quán các bạn ạ. Tay nghề quá cao. Đây là còi sò điệp đi. Thì không biết mọi người sao chứ Tiên thì không có chơi hệ tâm linh được, cho nên là khi mà nấu gì đó thì Tiên sẽ đong đếm, ví dụ thằng hiện tại ở nhà đi, nếu mà nấu ăn thì Tiên luôn làm cái sốt xào riêng nè, sốt nấu lẩu riêng và nước chấm riêng để tủ lạnh, để khi nào mà cần xài á là chỉ cần phi tỏi lên chuẩn bị nguyên liệu và cho nước sốt vào xào nó rất là nhanh. Dạ. Nên là hệ tâm linh thì hơi hên xui nhưng mà chơi công thức thì được nha. Làm chuyên nghiệp đó các bạn ạ. Dạ. Nhưng mà... bây giờ mình thử một miếng còi sò điệp, hình như là cũng khá là lâu rồi mình chưa ăn cái món này xào đó các bạn ạ. Mời các bạn nha. Mình có thể chấm nhẹ với một chút nước tương nó cũng được. Cái này là rau củ này là đầy đủ chất luôn đó cả nhà. Thơm ha. Nó ngọt ha. Ngon quá. Nhưng mà Tiên xào ngon. Xào vừa luôn, nó đậm đà vừa phải luôn, không bị mặn. Mà chấm với nước mắm, chấm hải sản là cực kỳ ngon. Cái này nó còn nóng nên mình ăn trước. Nhưng mà Khang thì điện sách hải sản theo được không? Không á. Chắc không chắc được. Được thì chị mai. Hay là ngày mai Tiên đóng một thùng này đem qua Thụy Điển để xào với lấy ăn. Không có thèm thì không có. Hôm nay là Diễm hỏi thăm là đồ đạc á, là xếp địa đi như thế nào, thì Tiên hay nói là mua thêm hành lý nha. Mà một ký tới 40 đô. 40 đô nha anh Dũng. 40 đô tiền cước rồi Tiên. Dạ, cho một ký 40 đô cho tức là nó khoảng gần 1 triệu gần à? Gần 1 triệu, dạ đúng. Ồ. Rồi. Là mua em mua thêm 10 ký, là tốn 10 triệu. Khoảng 10 triệu tiền cước cho khoảng 10 ký mua thêm. Dạ đúng rồi. Thì thực ra là khi mà mình mua cái đó thì cũng giống như cùng với mức tiền là khi mình bỏ ra mình gửi đi HL thì cũng cỡ đó. Chắc nhưng mà đó. Nhưng mà khi mà mua theo kiểu hành lý xách tay á thì khi em xách vào Thụy Điển thì người ta xem nó như là hành lý nên là không sao. Nhưng mà khi mà mình gửi ngoài á người ta sẽ nghĩ đó là mình hàng hóa kinh doanh. Họ sẽ đánh thuế cái hành lý đó của mình. Là buộc mình phải trả cái mức thuế thì bắt đầu mình mới nhận được thùng hàng đó. Nên là mua ngay từ đây luôn rồi, được rồi, cho chắc rồi nha. Lẹ hơn hả? Dạ, dạ đi nào. Tại vì mình cũng chưa đi nước ngoài bao giờ nên là không biết là cái tiền cước phí hành lý nó lại cao như vậy các bạn. Nó là cao hơn rất là nhiều so với mình đi một chuyến bay bình thường trong nước. Một ký hành lý là bằng một cái vé máy bay rồi. Ở đây là ai cũng đi nước ngoài hết, thì chỉ mọi Diễm là bạn anh cua thì vừa mới đi Singapore về, nghe nói là sang bên đấy cũng mua rất là nhiều đồ hiệu đúng không anh cua? ngại quá. Bên đó là có mua sách là đẹp ha, sách nhiều. Nhưng mà bây giờ anh cua cảm thấy đó là muốn mua gì ở Việt Nam đều có đủ hết. Đúng rồi. Ở Singapore thì mình đi qua mình tham quan mình chơi hoặc là mình săn sale ở lúc mà mùa sale, còn hiện tại bây giờ thì mọi thứ ở bên Singapore Việt Nam đều có và mua ở Việt Nam rất là dễ, còn bảo hành chế độ khắt khe khách hàng nữa. Mình đi qua nó giống như là mình đổi gió rồi đúng không? Chắc tại không lẽ mèo khen mèo về đuôi chứ. Ngon. Ai xào mà ngon quá. Cái lan này bên Hàn Quốc bán cực kỳ mắc luôn. Dạ đúng rồi. Nó
nó tính theo lá luôn. Cái lá này hình như là cũng mấy ngàn một lá rồi đó, nếu mà ăn ở bên nước ngoài á. Tính theo lá luôn đó anh Dũng. Còn ở Việt Nam mình thì trồng được các bạn, nên là giá rất là hợp nghe, lý. Nghe sợ quá, phải lấy lá trồng ở Đà Lạt này. Trồng ở Đà Lạt á. Lá đã hơn mà cái mùi nó thơm khác cái lá cái tí tô của mình lắm. Nó có mùi anh mùi đi. Thơm không? Cái này mà ăn đồ nướng không ngon kìa. Nãy Diễm mua nguyên một gói mà nhiều ghê luôn á. Cũng may là mình nhân giống mình trồng được cái mình mua 5.000 lá thôi. Tốt tiền. Nhưng mà cái lá này cũng nhận quấn cái cá hồi nó hợp cái hám hợp với chị ham thơm. Nhưng mà qua bên đấy bạn Tiên thì cái loại rau nào mà nó hiếm bên Thụy Điển mà Việt Nam mình rất là nhiều. Có không? Hay là cái gì nó cũng đầy đủ? Đa số là rau Việt Nam mình bên Thụy Điển không có. Như là rau muống, mồng tơi, rau đai, các thứ là vườn nhà má Tiên và Tiên phải tự trồng. Còn cà pháo mắm tôm thì sao? Nó càng phải mua hàng nhập. Mình coi video của anh Quang Linh ấy, ở châu Phi ấy, thì ảnh mang vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang sang trồng thử. Hôm nay là mình vừa nói với Tiên là mang giống lúa ST25 à? Đúng rồi, trồng bên Thụy Điển xem được không? Mình nghĩ là nếu mà trồng được rất là hot luôn. Tại cả nhà cũng biết Thụy Điển là một trong những nước Bắc Âu, trong đó có Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch và Phần Lan, đúng không? Phần Lan hay không thì Tiên chưa chắc, quên, suy nghĩ lại loát từng 2 giây, khoảng chừng là 2 giây. Nhưng mà đại loại là Na Uy, Đan Mạch và Thụy Điển là những nước Bắc Âu. Thì đa số là thời tiết mát và lạnh nên là kiếm một con cái nắng mùa hè nó cũng là phải người ta phải chờ đợi đến mùa hè mới có được cái nắng đó cả nhà. Nên là cái việc trồng lúa thì là bất khả thi nha chị Diễm nha. Chị là không trồng được hả? Không trồng được nha. Chị tưởng được thì tối nay dẫn đi mua lúa trồng. Có ai muốn trồng cây si người Việt Nam nha. Đầu tiên trồng lúa ST25 ở châu Âu. Wow, đây là mực tươi. Thì ra mấy cái món này lẽ ra mình ăn ngay từ lúc mà mới hấp xong, mới luộc xong là ngon nhất các bạn. Nhưng mà mình giống như là mình ăn tiệc thì mình đợi đầy đủ món như này thì nó cũng nguội được. Nó kém rau hấp dẫn này các bạn. Rau. Ăn rau nó giòn mà đúng không? Để xem bạn anh cua xử lý cái rau này như thế nào. Cắt cái nào. Nếu như mà con trai là ăn hết luôn á anh cua. Còn con gái thì không biết là sẽ ăn như thế nào. Không, mình ăn từng rau chứ. Ăn từng rau luôn. Này là bây giờ là Dũng đang trên kênh của Dũng mình ăn từng rau chứ ở nhà mình ăn hết nguyên rau nguyên cái đầu. Vậy ha. Dạ. Chị rất là tươi luôn, lúc mà cái khâu mà chuẩn bị sơ chế nhìn con mực thực sự là mê luôn á nhà. Nó dày, nhìn cái kéo cắt miếng mực nó đã ghê luôn á. Lấy đũa sọc vô luôn. Dùng cái kéo mà cắt cái con mực mà cảm thấy tội nghiệp cái kéo luôn. Dạ. Em mà Tiên ăn thử xem là mực tươi không? Đàn hồi nè, giống như là thổi với thung luôn. Nó giòn mà nó ngọt. Nãy có hấp nước dừa không hay là luộc bình thường? À, nước dừa. Có một điều mình thấy một vài lần á, khoảng 2 lần mình xào cái mực này ở nhà á. Tuy nó là mực tươi và cấp đông nha các bạn, nhưng mà mình xào nó lại không ra nước. Nó gần giống như là cái mực phơi 1-2 nắng của bạn Diễm ha. Nó rất rất ít nước luôn. Nó tươi lắm luôn cả nhà ơi. Hôm nay là còn hai món mà nhiều quá không quên là cái mực dẻo cầm thêm một con siêu to khổng lồ luôn mà quên chiên. Với lại hộp bẹm là định xong rồi luôn mua quên hấp luôn rồi các bạn ơi. Hôm nay mình ăn giã chiến mà các bạn, nên là mang nhiều nhưng đôi khi là quên chế biến luôn. Có người ăn mực được không? Quá ngon luôn chị. Em ăn hết một phần rồi đó. Ăn về là biết sao. Để tranh thủ là bảo khi nào Tiên ơi thèm hải sản là về Việt Nam. Gà nha mọi người, hàng gà đó này kiểu là nên là mấy anh chị em chỉ có nói vui là qua đó mà coi lại những tiếp theo phim này, thứ nhất là rớt nước mắt, thứ hai là chảy nước miếng. Cảm xúc nó lạ lắm. Đúng rồi chị Ánh hả? Như là coi chị Ánh ăn cua thì thôi rồi đó, kiểu như bên đó thật sự là Tiên chưa thấy ai bán cua Cà Mau mà xuất lên trên đó. Hình như bên đó có cái cua Na Uy mà mình hay ăn đấy. Cua Na Uy á là nó gọi là giống siêu gạch luôn mà Tiên cũng đã review trên kênh rồi. Nhưng mà nó là do nó siêu gạch nên là lớn cái ốp của nó toàn là gạch thôi. Nhưng mà cái gạch của nó sẽ khô. Đúng rồi. Và nó cứng cứng. Chứ nó không như là con cua Cà Mau của mình. Nên là em thấy là trong các loại cua em thấy cua Cà Mau mình thì là bây giờ mình phải tìm đường để đem cua Cà Mau qua bên Thụy Điển. Đúng
để tiên khi mà thèm của Cà Mau á là hôn một phát, một là có cua ăn là đó xiết luôn. Nơi. Thực sự là tới bây giờ mình và anh Diễm đã được ăn khá là nhiều các loại cua trên thế giới rồi. Nhưng mà nếu mà nói về vị ngon, vị béo, vị thơm á thì cua gạch Cà Mau vẫn là đỉnh nhất các bạn. Nhặt được 2 miếng rồi. Chắc là mình phải thử một miếng đi. Giòn ngọt đúng không? Đây này, miếng này mới đã này. Này mà chấm với muối đỏ thì tuyệt vời đúng không các bạn ơi. Mực này ngon quá thì mai giao bà Tù gửi tặng thêm cái mực. Mời các bạn nha. Ăn chống thèm nè. Mà ngọt. Và tính tiền một ký mực. Giao hai con bà Tù tặng một ký mực, tính tiền một ký mực. Mực ngọt hả? Ngọt lắm anh Dũng. Mực ngọt và đặc biệt cái nước chấm à. Đợt này nó cay vừa phải. Cái nước chấm của bạn Diễm bán á là nước chấm nhà làm. Nên là tùy theo đợt nha. Có đợt nó sẽ hơi ngọt một chút, có đợt nó sẽ hơi cay hơn bình thường một chút. Nhưng mà đợt này là vừa luôn. Chỉ là giống như mỗi lần mà mình làm ớt á, có bữa mình lấy ớt không cay. Đúng rồi. Và bữa thì ớt cay. Có thể là tùy theo cái đợt ớt nữa. Đây là nhà chị Diễm đem theo Tâm Linh nè. Tâm Linh đúng không? Cửa tùy hơn. Nhưng mà đồ này nó chấm ngon lắm bạn Diễm à. Không biết là bạn Diễm còn nhiều cửa hàng hay không? Cái độ cay nó vừa phải, độ ngọt vừa luôn. Cũng ít anh Dũng á. Diễm có nghĩ, có suy nghĩ tới vấn đề là mình sẽ mở cửa hàng à, những cái hệ thống chuỗi ở Biên Hòa này kia à. Em vẫn cứ đắn đo nhiều về chuyện là có mở rộng kinh doanh hay không ấy. Nhưng mà chỉ là thứ nhất là Diễm là một người biết lượng sức mình. À, không dám liều, không dám liều để ăn nhiều. Cái thứ hai đó là bây giờ, thời điểm bây giờ là mình muốn dành nhiều thời gian hơn cho cái việc là đi trải nghiệm nhiều nơi để quay video gửi đến cho các bạn. Vì em thấy không biết là mọi người có theo dõi hành trình Tây Bắc của team Phạm Dũng cùng với Cẩm Tiên TV hay không. Nhưng mà phải nói là đi nhiều thì thấy là Việt Nam mình rất là đẹp. Và đặc biệt là khán giả trong và ngoài nước họ rất là thích cảnh của Việt Nam luôn, ẩm thực của Việt Nam. Nên là về sớm nha. Nên là kiểu để mà cân bằng được giữa việc kinh doanh và cái việc mà mang đến trải nghiệm cho khán giả cũng là một sự cân não. Bởi vì là khi Tiên đi cùng với chuyến hành trình mà với anh chị, thật sự mà nói là Tiên ngồi sau xe nhắm mắt vậy nhưng mà vẫn hơi nhiều chuyện đó. Nên là mọi cuộc điện thoại điều trị đều phải trả lời, thứ nhất là từ khán giả nè, từ những người yêu mến. Ví dụ khi đến đâu thì khán giả sẽ gọi điện là muốn giống như là muốn giới thiệu đến những chỗ cho các team có thể đi. Thứ hai là chị vừa phải tư vấn nè, bán hàng và cũng như là đóng gói các thứ là chị phải được nhận từ xa, nhận trước và bắt đầu mới giao về cho nhân viên đó cả nhà. Nên là cái việc mà chị cân bằng được cái đó là em cũng rất là hay rồi. Thấy chị rất là hay rồi. Nói chung là nhờ thế cho nên nhiều khi là các bạn gọi mà Diễm không nghe được á, là mong là các bạn thông cảm. Và các bạn chỉ cần để tin nhắn lại thôi thì Diễm sẽ gọi lại hoặc là nhắn tin tư vấn cho các bạn sau. Ôi, em nãy giờ giới thiệu về hải sản của em hay gì mà mọi người dùng tự nhiên nha. Nhưng mà Tiên về Thụy Điển rồi có dự định là về khi nào về Việt Nam không? Tết có về không? Tết năm nay thì em đang suy nghĩ nhưng mà dự định về thì có thể là năm sau sẽ về. Còn năm nay thì chưa tính tới đúng không? Năm nay về chơi quá chơi rồi. Chơi 1 tháng nhưng mà dự định đi 4 tháng nữa nha. Nhưng mà lại là bị có công việc nên phải về sớm. Tại vì đợt trước mình hỏi thì Tiên nói là ở đây tới mấy tháng lận. Nhưng mà bây giờ tự nhiên nói giờ đi về bên đó thấy hơi bỡ ngỡ. Mình cũng bỡ ngỡ nữa mà bạn đánh cua. Anh em đang đi thì 11 giờ đêm. Bạn Tiên qua nói mình là ngày mai em phải về rồi. Rồi nghe như mà xét đánh ngang tay. Thế là chiều đang đi ăn cơm. Đang ăn cơm mà bình thường thôi là đang dự định là ngày mai đi tiếp. Xong tự nhiên nửa đêm mới bảo chị ơi cái gì hành trình mình đi còn mấy tỉnh nữa hay sao, mình thấy là kiểu là có đêm rồi. Có đêm rồi, kiểu là mình mới hỏi là sao có chuyện gì hay em, sao bảo là chị ơi em chuẩn bị sang Thụy Điển rồi, tại vì cái lịch công việc bên đó là bắt buộc phải sang. Mọi người biết sao Tiên báo và tin đêm khuya không? Thật sự là không muốn báo đêm khuya nhưng mà giờ Việt Nam và giờ Thụy Điển là cách nhau 5 tiếng. Thì 11 giờ ở đây thì chỉ là bên kia mới 6 giờ chiều thôi, thì bắt đầu 6 giờ chiều nhận được cái tin đó thì mình phải mới báo. Chứ để sáng mai mọi người đang trong tất bật trong công việc rồi mình báo bắt đầu là bị hoang mang. Định đi hết các tỉnh luôn rồi về. Thì dự định là đi cả hành trình và cũng như là đi về tới Sài Gòn luôn mà. Em mới nói chị là đi tới bến đi, quất luôn. Ai nhà mình chơi bệt kèo bể về yeah, định là còn đi bán xe cho hợp tác với chị Sương nữa. Đúng chưa kịp hợp tác nữa giờ đi luôn, đi sang Thụy Điển luôn. Mới làm nhân viên được có một ngày rồi các bạn ạ. Cho nên Sương là người bất ngờ nhất luôn, nó sản phẩm mới mang đều quá chừng cho Tiên luôn. Nghe nhờ Tiên thì chị mới định mang về được hả? Nhưng mà bây giờ bạn Diễm nộp hồ sơ đúng không chị Sương? Hả? Hay bây giờ bạn Diễm thế vào chỗ của bạn Tiên đâu, chị thấy được không?
Bạn dẹp đâu có cần phải nộp hồ sơ đâu. À. Vô thẳng. Cái này là thẳng. Diễm là được, đã lọt được qua vòng gửi xe rồi nha các bạn. À, mình còn cái chiếc ép trứng. Cái lẩu đó. Cái lẩu này có vẻ như là nó chín kỹ rồi đó bạn Diễm ạ. Hay là mọi người làm chén lẩu. Ăn chén lẩu đi cho nó ấm bụng. Dạ. Chiều bây giờ là mình ăn cá sashimi là cũng xương xương rồi. Mọi người có vẻ thích cái mực này nha. Nó giòn nó ngon. Hồi nãy ăn cái đầu rồi, bây giờ ăn cái cuối cùng nha. Cái này không ngon đâu, cái này, đó là cái phần rìa rồi. Mình phải ăn cái phần giữa này mới ngon này. Nhưng mà cái bơi đó ăn không được đâu anh. Vậy hả? Vậy Diễm ăn hả? Biết tại sao không? Sao nó ngon quá hả? Hay là mình bị lừa? Nó ngon quá đó chị. Không phải, tại vì cái phần nó mỏng. À, nó không có giòn hơi nhỏ. Không, nó cũng giòn á, tại vì đang mình định để cho ánh cua ăn cái miếng to hơn. Nhưng mà ủa, ấy định đưa cho Tiên hả? Thôi để đâu đâu đây còn đi cho Tiên. Sao sao em còn. À, đưa cho Tiên nguyên con đó đi. Em còn. Thì các kem một miếng này là cái kia đưa chị xưa. Bây giờ là không có nhường nhịn nhau nữa các bạn. Bây giờ là mến thứ cả nhà. Dành ăn rồi. Đây mời chị nha. Em có một miếng. Nhưng mà rất là vui tại vì chiều ngày hôm nay là cái buổi ăn, có lẽ là buổi ăn cuối cùng của lần này khi mà Tiên về thì được ngồi cùng với chị Sương, và đặc biệt là anh cua cũng đang bận nhưng mà cũng sắp xếp qua đây. Mình vẫn nói là kỷ niệm đẹp, để khi mà xem video lại là thấy mặt đông đủ các chị em thì Tiên sẽ có động lực để về Việt Nam. Đúng rồi, nó cả nhà cộng thêm những bữa ăn ngon từ hải sản, có Diễm nữa là làm cho Tiên chắc phải rồi thu dưới bún lo quay về lại Việt Nam. Về bên kia mà mỗi lần mà đi câu cá hồi là phải nhớ cái chuyện. Đúng rồi, nhớ chị. Thôi nhưng mà ngày hôm nay là anh cua tới trễ tại vì do cũng có việc ở bên cửa hàng. Và bây giờ thì mình cũng muốn mời tất cả mọi người vô xôm cho vô một cái đi. Mọi người hôm nay là tập trung ở đây là để tiễn bạn Liên về Thụy Điển. Ngày mai về, ngày mai mai về rồi. Mai 21. Vậy là bây giờ là mình là bữa gặp cuối cùng Tiên ở tại gia đình em trong năm nay. Đó, cho nên là mong là năm tới là Tiên về mình sẽ có cuộc hội ngộ. Dạ. Hoành tráng. Dạ, em cảm ơn chị và anh cô nha. Về bển giữ gìn sức khỏe. Dạ. Và mong là đạt được mình thành tựu. Nói chung là thực hiện được ước mơ của mình. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Vô, hết nha. Hết luôn. Cái này hết rồi, cái này nha. Cái này là hết là đuối đó. Khỏi ăn luôn. Vui vì lần này Tiên về Việt Nam thì thời gian mà Tiên cùng với Phan Diễm rất là nhiều nhất luôn các bạn. Nếu mà mọi người đã hơi bất ngờ và ngạc nhiên thì ba má em còn ngạc nhiên gấp bội. Ba má em kêu ủa alo, vậy là con lừa ba má hả? Ba má cho đi là bị tưởng con ở lâu. Đúng rồi, tại vì trước khi đi Tiên chứng an là con ở lâu lắm, mấy tháng nữa mới về. Quăng quá mù về luôn, thấy tự nhiên thấy đi. Mình gọi là cú lừa thế kỷ. Tiên nói là sẽ về trước anh chị, là nói với mẹ xong mẹ hỏi là ủa con đi nữa mà. Mẹ cũng trong tâm thế ủa đi tiếp đi, còn tiếp đi đang hay mà. Mẹ còn nói là ủa còn về quê ánh cua ở Cà Mau đó mà sao về sớm nha. Mẹ nói vậy. Thực ra là dự tính của anh em mình là cố gắng đi khoảng trong vòng 2 tuần nữa thôi. Dạ. Cố gắng được 2 tuần nữa thì đẹp. Nhưng mà rất tiếc là cái hành trình của mình nó kết thúc sớm 2 tuần các bạn. À, mình ăn bạch tuộc đi. Dạ. Đây, rau bạch tuộc đây. À, lúc nãy mình luộc xong thì màu nó tươi hơn, nhưng mà nãy giờ mình để thì nó thâm lại các bạn ạ. Nhưng mà luộc. Đây tặng bạn Tiên đi. Tặng bạn Tiên nha. Nhưng mà đây là bằng nước dừa nha cả nhà. Nó đã ngon rồi mà còn luộc bằng nước dừa nữa. Này mình chia rau khác ra hai cái dừa nó rau đi chị ạ. Cái này là mình chia hệ gọng luôn hả chị hả? Rồi cầm lấy luôn hả? Ok. Sức phải lượt cái làm miếng. Đây. Cái chân chất lượng luôn. Mọi người xem nè. Nó cầu quăng này chứ. Cái này mà mình cắt mỏng mỏng là mình làm món rất là xăng, nhúng mè ha. Cái này là ăn sashimi luôn á chị. Nhưng mà em thấy hôm nay có nhiều đồ rồi nên là cái này em cũng thái để hồi nhúng lẩu này. Và đặc biệt thì cái này hấp. Hoặc là nhúng mè. Ở quê em là em hay mang về cho cha mẹ em là làm mè, nhúng mè. Em mời cả nhà nha, em mời anh chị nha. Cái món này mình thấy nhiều người hay nướng muối ớt nữa. Có nước muối ớt luôn à? Giống như lúc nãy mình có nói với tất cả các bạn đó là cái bạch tuộc này nó có nhiều giá nha. Có một cái loại mà bán chỉ mình cái dâu thôi. Và màu nó nhạt nhạt như là cánh sen ấy. Thì cái dùng người ta dùng để ướp lên để nướng. À, mình biết cái loại đó rồi. Cái loại đó là bán trong chợ Hội Thị Kỷ nhiều lắm. Đúng rồi. Chỉ bán rau không mà là nướng muối ớt. Dạ đó là. Chứ mà nướng cái này thì hơi uổng đúng không? Đúng rồi. Này các bạn thấy là cắt là cái thịt nó còn nhô lên luôn nè. Cơ bắp hùng hồn luôn á. Mời các bạn nha. Rồi cái nhà ơi, Tiên cắn thử một cái phải nói là ngon.
không có bị to, nó không có bị cứng, gọi là dai cứng nhắc. Ủa mình đang ăn ngược hả? Mình chấm cái đuôi trước. Để phần to trước cho nó giòn anh cô ạ. Rõ rồi, chấm phần đuôi rồi. Ăn cái này xong thì no luôn. Ê đừng có dụ mình nha, ăn này xong mà sao ăn lẩu. Đã. Mình giòn, xương ăn giòn ngọt cái đâu nha. Sật luôn. Mà chị nói thật luôn á, là cái này nó chưa đạt là tại vì sao, là hấp xong là phải ăn liền. Mình để nó nguội rồi chị. Để cái thịt nó mất giòn hả? Dạ, nó mất cái độ giòn. Em giòn, thấy giòn em thấy vẫn ngon mà. Tại đói ta. Không, ý đó là nóng á. Nóng do là còn ngon nó khó tính. Điên là mày nghe thấy ngon mà, đúng không? Còn mình sao cũng được. Cắn hai lần rồi chưa dám cắn này, tại vì cái răng cửa trên sứ là làm sứ á. Em đang tính đi làm mà. Cắn bên cạnh. Này cắn bên cạnh nha cả nhà. Vì là khuyến cáo những người mới làm răng sứ là không được ăn bạch tuộc ở cái phần răng. Không nói là do nó. Ý là khuyến cáo không nên ăn nguyên rau, nhưng mà cắt ra là ăn được nha. Nếu mà mọi người ăn có thể cho thêm một cái lựa chọn nữa là cái dĩa này này, mình nhúng vào lẩu mình ăn luôn. Rồi tiêu chuẩn quốc tế luôn. Cái rau này là cỡ 2 lạng á. Một con này 2,5 kg. Mà nó 2, 4, 5, 6, 7, như 7 rau vậy sao. Em nghĩ con này lúc mà nó còn sống thì nó bự lắm nha. Nó to, đến khi mà trước khi mình đông cấp đông là mình đã nó luộc sơ qua đúng rồi. Mà nó còn teo lại như vậy, mà nó như vậy rồi cả nhà. Lúc mà nó bự thì không biết như thế nào. Bên em câu khi nào được bạch tuộc không? Dạ không. chưa có trải nghiệm đó. Anh ta ưa vậy không? À, bị xương mềm hả? Mềm, không có bị cứng gì không? Em đang nói dở là nếu mà Tết nay mà Tiên không về, mấy chị em mình qua thăm em chứ. Có giấy tờ đâu mà qua. Tiên bảo lãnh. Nếu mà mình có giấy tờ đầy đủ thì mình cũng liều mình qua một lần cho biết các bạn. Nhưng mà mình và Diễm là không có giấy tờ để qua nước ngoài luôn. Nói tình không là một chiếu. Không làm nhanh lắm bây giờ làm. Nhưng mà bây giờ hên xui nha, hộ chiếu mới có thể là không đi châu Âu được nha. À cái nó đang một số cái vấn đề về cái hộ chiếu mới. Rồi, nhưng mà cũng được khắc phục sớm thôi. Hãy đợi khắc phục hết rồi hãy làm hộ chiếu nha cả nhà. Chứ không thôi cũng phải làm lại đó. Lắc ha. Nhưng mà quan trọng là phải có tiền mới đi châu Âu được. Nhưng mà như mình mới đi là mình phải phỏng vấn đấy. Phỏng vấn là mấy ngày mà đi nhiều lần như Tiên là giờ phải phỏng vấn nha. Thôi Diễm ơi, ở nhà đi Diễm. Phải phỏng vấn là rớt á. Này nhúng là phải ăn luôn giống như là bò tái các bạn nhé. Nấu lâu quá là nó bị dai á. Thực ra là những cái bữa ăn mà nó đông và nó nhiều món như này á, mình ăn nhiều món nó cũng không có đúng quy trình đúng không các bạn. Nên là mong là các bạn thông cảm. Nếu mà mình ăn ở nhà hay là mình ăn ở quán nữa thì người ta sẽ phục vụ cho mình nó đầy đủ và đúng cách ăn hơn. Nước chấm nhà làm ngon như nhà làm. Nhưng mà Tiên chơi hệ ăn cay nên nó cho thêm ớt. Ăn sò đỏ. Mời cả nhà nha. Mời mời anh chị nha. Sẵn thử quấn cái sò đỏ. Cái vị rất là vừa. Trứng da giòn giòn sụt sụt luôn. Cuốn cái lá này với lại cho một miếng gừng. Trứng cá chích ngon là cũng nhờ một yếu tố là ảnh cua cắt đó. Đúng đúng. Bàn tay của công chúa cắt nó cái cắt 10 miếng như 10 luôn ha. Dạ. Nó rất là đều nhau luôn. Đây mình sẽ ăn con sò đỏ nha. Sẽ gọi gọi con sò đỏ là em ăn vô tư. Gọi theo kiểu ở Hàn Quốc cái này cả nhà. Đó. Em tìm một cái nhà nha, lá chị. Ừ mời mọi người nha. Em thích sò đỏ quá. Ngon. Rất giòn quá. Không hề nghe mùi tanh gì hết. Sò đỏ này là em nấu nước vừa tươi á. Em nấu sôi. Sau đó thì em cho sò đỏ qua, em đảo đều và em tắt liền. Nên là nó sẽ rất là giòn. Cái bữa ăn ngày hôm nay á, nước lẩu nó từ dừa cho cái nhà. Cũng như là luộc, mọi thứ luộc lên từ nước dừa. Mà bên đó dừa chắc mắc mắc ra tiên không? Có bệnh, có luộc. Nói chung là từ lúc không biết cả nhà sao, nhưng mà từ lúc em về đây 3 tháng, đúng 3 tháng mỗi ngày một trái dừa nha. Có khi ngày 2 trái đó. Uống cho nó ngán đó, khi nào qua đó không. Thật sự là bên đó cũng có bán trái dừa. Nhưng mà trái dừa của nó thứ nhất là nó không có ngọt như của mình. Nó từ Thái cấp sang. Mà em không biết sao là nước dừa Việt Nam thì chỉ có thể đóng lon thôi. Có đóng lon xuống sang, nhưng mà cái vị nó lại không có. Cảm giác như nó không ngon như ở trong cái trái. Là dừa tươi nó ngon rồi, tại vì dừa tươi á mà vừa mới hái xuống á uống thấy nó ngon, còn để cỡ nửa tháng là nửa tháng là nó bị lạc rồi.
rau ha. Nên là bạn Tiên tranh thủ đi. Còn ngày hôm nay và nửa ngày mốt nữa là bạn Tiên sẽ bay sang bên đấy rồi. Là bay lúc mấy giờ Tiên? Dạ em bay lúc 8 giờ tối ạ. 8 giờ tối của hãng nào nhỉ? Của hãng Emirates. Gọi là mình Dubai. Đọc tiếng Việt là Emirates. Gọi là hãng Dubai. Dạ. Chị sẽ theo dõi cái chuyến bay đó trên mạng nha. Okay. Có số hiệu chuyến bay không Tiên? Thôi khó quá bỏ đi. À, vừa rồi có một chuyến bay mà được theo dõi nhiều nhất trên thế giới ấy. Thì hy vọng là sắp tới chuyến bay của bạn Tiên vào lúc 8 giờ tối từ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được theo dõi nhiều thứ, bao nhiêu đó cũng được. Nhưng mà ở Sài Gòn có một quán cà phê ấy, bạn Diễm, mà mình bạn Diễm lên rất là nhiều lần rồi, là mình có thể nhìn thấy bạn Tiên cất cánh luôn đấy. Mình lên đó để mình chào bạn Tiên. Hôm đó mình không ra sân bay mà mình đi đứng từ quán cà phê, mình vẫy tay chiếc máy bay. Mình chờ đúng 8 giờ chiếc máy bay nó cất cánh là đúng bạn Tiên rồi. Nhưng mà ai là sẽ người tiện Tiên. Nó có sở điểm với Phạm Hương. Bạn ấy thì cũng bất lắm. Cái cà phê chỉ sân cầm cờ là bạn. Có cò sở điệp này. Đặc biệt là cái phần cá hồi ấy. Bạn anh cua thích ăn cái phần mắt cá không? Hay là cái phần thịt? Đây này. Nói chung là mình ăn cũng dễ, muốn cái gì mình ăn đó. Này béo lắm á. Sao chén mình đầy quá gì? Tình cảm luôn đông đầy. Đông đầy tình chị em. Nhưng mà thật sự là kiểu đi gắn bó với nhau nhiều á bạn. Nên là nói chuyện đi mình cũng rất là buồn, bệnh rịn. Rất là buồn. Năn nỉ cả đêm đó, khi mà báo tin là năn nỉ cả đêm luôn nhưng mà vẫn không thuyết phục được cô ấy. Sau khi bạn Tiên sang bên đấy thì mình sẽ cố gắng quay thật là nhiều cái món đặc sản của Việt Nam, đặc biệt là món ăn của Sài Gòn nữa, để bạn Tiên xem nếu bạn Tiên thèm mà muốn về nước sớm các bạn. Xong rồi canh cái thời gian bạn chuẩn bị ngủ á, gửi cái link qua. Muốn xỉu. Thi thoảng là như trước đây là thi thoảng là mình vẫn thấy là Tiên comment trên kênh mình, nếu mà những video nào mà Tiên cảm thích đi nha, kiểu là thèm món nào đó. Thấy thèm đó, đó là thèm ngứt cái miếng đó. Ít nước mắt, ít nước miếng luôn. Dạ, đầy đủ hết. Mà cả nhà nha, hôm nay là rất là cảm ơn vì cơ bản những món để cho nấu nêm ấy là bạn Tiên. Nhưng mà thật sự á, để có một cái đầu bếp chính mà để nấu một món ngon thì không, nếu mà không có người phụ thì cũng không được ngon ra món ngon đâu nha cả nhà. Cho nên là cảm ơn tập thể mấy chị em mình đã cùng nhau tạo nên cái bữa ăn ngày hôm nay. Thì em chỉ nêm nếm thôi. Bếp trưởng và bếp phụ à. Mà còn nó cũng là một cái mà để cho mọi người thông cảm là do công ty Sơn không nấu ăn ở đây. Cho nên là Sơn chỉ có chuẩn bị một số bếp để cho các bạn ăn sáng hâm lại đồ ăn này kia, cho nên nó hơi thiếu nhiều thứ. Gọi là bếp giã chiến, nhưng mà lần đầu tiên bọn em được ngồi ăn ở một công ty chị ạ. Mà có chủ tịch ngồi ăn phía bên đấy. Ăn mà được ngồi ăn với sếp nữa các bạn ơi. Có các bạn này bạn 9 con rồi đó anh cua. Hồi nãy ngồi kế bên đưa cho miếng xương. Nhưng mà nhìn thấy mặt rất là dễ thương nha, nhìn hai lỗ tai nó kìa. Nhưng mà em thấy là thường thường mấy bạn mà đang nuôi con này dữ lắm, mà bạn này hiền lắm chị Sương à. Hiền lắm. Không có một tiếng kêu nào luôn ấy. Hồi nãy vô mình lạ mà lần đầu tiên nó gặp mà nó kiểu quẩy đuôi mình á. Mừng. Vậy sao giữ nhà được? Đâu có giữ đâu. Ở đây thì các bạn biết là tài sản lớn nhất là những chiếc xe tải rồi. Thì chắc là không ai vào khiêng nó đi được. Nên là bạn này cũng không có việc gì để làm nên là hiền luôn. Cho cái phần cá chích vào vô nồi lẩu mọi người ăn nha, nó rất là giòn luôn á. Dạ. Bạn Tiên ráng ăn nhiều một chút nha. Rất là ngon lắm chị. Dạ em cảm ơn chị. Hay là về bên đó Tiên câu cá hồi xong rồi cái gửi qua cho Diễm bán. Hồi nãy mình có đề xuất như vậy đấy. Nhưng mà chắc là chi phí gửi một con cá về đây nha, chắc nó cũng tương đương với 40 đô một cân quá. Hay là Tiên thuê chị nhập công tên ơi. Yeah. Hay là nhập một công về câu mà đường nhập công tên ơi vậy chắc là cần thủ. Kéo tới nỗi lên chuột. Lúc đó là Tiên phải thành lập công ty để có thể được đánh bắt cá kiểu đó cả nhà. Nhiều lúc á không nói được luôn nha, nhiều lúc đó là những cái ý tưởng mình nói chuyện với nhau thôi. Nó là cái đùa một câu chuyện nhưng mà biết đâu đó là trong tương lai. Và trong tương lai là tiền đề của tự nhiên nhà startup đúng không? Cảm ơn là nếu mà các bạn cùng với xem khung hình này của 2022 nha,
thì 5 năm sau nữa không biết là mấy chị em mình sẽ như thế nào ha. Còn kiểu là ngồi thế này mà kiểu ôn lại kỷ niệm xong mình làm khung ảnh là trước và bây giờ ấy. 5 năm sau thì có một điều mình chắc chắn luôn, đó là bây giờ có 4 chị em nhưng mà chắc là phải 8 người đang ngồi đây. Con không, một nửa bên đây là mẹ, một nửa bên kia là cái con đang ngồi nhìn. Đúng rồi. Đứa ngồi đùi, đứa cặp nách nữa. Lúc đó không biết như thế nào hay cả nhà. 5 năm nữa là mình đã 30 mấy tuổi rồi các bạn ơi. Lúc đó thì lại càng vui, nhộn nhịp hơn, rộn ràng hơn. Hay lúc đó lại là kêu gọi nhờ các bạn đăng ký kênh kênh Kit, cộng chữ GB Kit, hay là Anh Cua Kit, rồi chị Tân Quốc Tuấn Kit, còn mình là Phạm Dũng Kit. Hay quá, ý tưởng táo bạo luôn. Nếu mà các bạn để ý thì sẽ thấy là anh Hải Sapa TV á là có một kênh Sapa TV Kit luôn đấy, là rồi. Con của anh Hải á. Nói chung là mình rất là mong những thứ phim này ngồi với nhau sẽ là những kỷ niệm rất là đẹp. Vì nói gì thì nói, nhưng mà Tiên sang bên kia định cư thì cái việc là về không nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố nữa, công việc. Nên là hy vọng là khi nào mà Tiên nhớ Việt Nam này, Tiên nhớ mọi người, Tiên nhớ anh chị thì Tiên có thể xem lại những video. Và đặc biệt là cái hành trình mà đi Tây Bắc, Đông Bắc kể từ khi mà Tiên vừa mới về nước. Mình hy vọng là đó sẽ là những cái hình ảnh rất là đẹp, mang lại một kỷ niệm đẹp với Cẩm Tiên TV. Nghe gì vậy em thôi, rớt mắt không phải kịp lại. Thật sự là mình là một người rất là quý Tiên. Quý Tiên ở chỗ là Tiên không quá thân thiết với mình ngay từ khi mà Tiên về Việt Nam, nhưng mà Tiên rất là tin tưởng mình cùng với anh Dũng để có thể là đồng hành cùng vậy ạ. Không phải một người con gái nào mà cũng có thể là kiểu mới về nước xong rồi đi với hai người mà cũng không phải là quá thân á. Thì sau khi đi rồi mới thân, mới hiểu nhau hơn và rất là chịu khó luôn. Thì thật sự mà nói là chắc Tiên cũng có chia sẻ ở một cái video nào đó của trên kênh Hạnh Dũng rồi. Bởi vì là trước đây á, khi mà em ở Việt Nam á, em chưa có đi định cư á, thì là khi mà em đi đâu á, em chỉ đi một với gia đình, hai với bạn cực thân. Chưa bao giờ em đi với người ngoài mà đi xa vậy. Nhưng mà em đi cả tháng đấy chứ. Mà em đặt niềm tin rất là nhiều và anh chị, nhất là anh Dũng cũng mới lấy bằng. Nhấn mạnh lại nha, là mới lấy bằng. Mới lấy bằng mà anh cũng muốn sặc luôn. Thứ hai nữa là những cái khung đường nó rất là ngoằn ngoèo. Bây giờ có bạn Ánh Cua đây, mình nói thật với các bạn luôn là mình đã rủ bạn Ánh Cua đi ra miền Trung rồi nhưng Ánh Cua không dám đi các bạn. Xong rồi em mới ra đó, em lại nghe một cái tin chị Diễm nói mà em không biết nên khóc hay nên buồn hay nên vui, là anh chị định đi đi Đà Lạt mà đi đèo Bảo Lộc mà không dám đi. Mà đi ra đi Tây Bắc, Đông Bắc quá chị cũng đèo mà phải nói là nó hiểm trở, những cái cua hiểm trở như vậy mà mình không lao mà đi theo lao. Nói thêm hay là tin. Sau khi nghe tin đó là quyết định về sớm sang Thụy Điển luôn. Nói chung là nói cho vui thôi, thực sự là em rất là tin tưởng vào cái tay lái của anh Dũng. Bởi vì là mặc dù là Tiên say xe nhưng mà thực sự là từ đầu đến cuối, đến khi kết thúc hành trình, Tiên chưa có biết gọi là hỏi ở ngoài như thế nào hết, là gọi là rất là hay. Bởi vì anh lái rất là êm, nhưng mà do mình yếu thôi, nhưng mà lại thích ra gió đó cả nhà. Yếu mà lại muốn ra gió hả? Sơn cũng được thử tay lái của Dũng rồi, ngồi một đoạn đường từ đây xuống Long Khánh nha. Dạ. Là cái quá trình mà Dũng chạy xe rất là đầm và cũng không phải là cái định đoạn Sơn là dừng từ xa và thẳng vào, nhưng rất là chuyên nghiệp. Không có bị xe hay là mệt mà lái xe em nhưng mà lái Sài Gòn và Hà Nội thì em áp lực lắm, tại vì là cái cảm giác là người ta cắt mặt mình rồi người ta đi sát mình liên tục mà, nên là hơi giật mình một chút. Còn bạn Ánh Cua thì có bị như vậy không? Không, nhưng mà Ánh Cua lại thích chạy ở trong Sài Gòn hơn. Tại sao vậy Ánh Cua? Anh Cua không sợ. Anh Cua không sợ hả? Không sợ, nhưng mà không có gì phải sợ, mình cứ chạy từ từ người ta sẽ né mình. Không, mình thấy mình phải né người ta. tất cả trong các cái trường hợp cua quẹo ở Sài Gòn nhé bạn, là mình đều phải chủ động né họ hết. Không có trường hợp nào mà mình để cho người ta né đâu nha. Để mình kể với tại vì mình rất là sợ luôn. Mọi người có gặp không, chưa hay là vừa mới đi với Tiên thông này, là mình đã xi nhan để mình quẹo phải. Thì mình đã chạy rất là chậm từ một đoạn rồi. Chậm nhất có thể rồi đó. Thì một chị xe đạp chỉ xe đạp điện, chỉ tèn và chỉ không né mình luôn, không chỉ không bọc đầu mình vậy nè để chị quẹo qua mà chị rất là thản nhiên luôn, trong khi là xe mình đã quẹo qua không một giây quay đầu nhìn lại luôn, gọi là một đi không quay đầu nhìn lại luôn. Có lẽ là Ánh Cua thấy chạy trong Sài Gòn dễ tại vì mình chạy tốc độ từ từ, mà còn đi ra ngoài cao tốc giống như đi ở ngoài này nè, chạy nhanh quá mình không dám chạy nhanh, đúng rồi xe tải container mình sợ, cho nên là chạy trong Sài Gòn mình thấy vẫn dễ hơn. Với lại là Ánh Cua là đi xe ô tô của Sài Gòn 2 năm rồi, quen rồi đúng không, quen lái cứng rồi, còn đây là những tấm chiếu mới. Rất là sợ. Nhưng mà trước khi kết thúc clip này thì bạn Tiên có thể chia sẻ một vài cái lời gì đó để mình khán giả kênh Phạm Dũng á
tạm biệt bạn Tiên trước khi lên đường sang Thụy Điển không? Và trước tiên là em xin gửi lời cảm ơn đến anh Dũng và chị Diễm trong chuyến về Việt Nam này đã gọi là mang đến cho em những cái trải nghiệm cũng như là sự chăm sóc tận tình của anh chị cũng như là trong cái chuyến hành trình đó mình đi mình sẽ gọi là mối quan hệ giữa anh em có tình cảm nó thấm thiết với nhau cả nhà. Đúng rồi. Tại vì thực sự là trong thời gian đi với Tim thì Tim đêm nào cũng ngủ với chị Diễm hết. Thật sự là khi mà về lại an toàn đúng không? Về lại Sài Gòn thấy nhớ hơi là có tiền cả nhà. Nhớ trà sữa. Nhưng mà nữa. Chưa có tìm thấy nội tại nha. Có nghĩa là mọi tình cảm chị em mình làm với nhau, mọi thứ mình cùng làm với nhau nên là tình cảm nó càng ngày càng lên. Mặc dù là trước đó Tiên với Tim Phạm Dũng cũng không có phải là quá thân thiết. Mình chỉ là trên cái phương diện công việc thôi. Thì đó gọi là thêm một mối quan hệ, thêm một người chị, thêm một người anh gọi là gắn kết với mình thì Tiên rất là cảm ơn rất nhiều. Và tiếp theo đến là em xin cảm ơn chị Sương. Xếp hụt. Đúng rồi là để Sương nó lấy món quà này tặng em. Món quà. Nói là chị Sương là mình nghe nói là chị Sương có cái đồng hồ mấy cara gì đó. Chắc là tặng luôn. Dạ Sương nha. Là vậy nè. Vậy chiều nay á là Sương không biết được là có ánh xuống. À thế là chỉ có hai hộp quà thôi. À, ánh là hồi chị tặng chiếc xe luôn. Xe tải chạy. Nhưng mà một ngày gần nhất Sương sẽ tặng ánh một món quà. Để mình gặp gỡ nhau ha. Nói chung là duyên mới gặp nhau chứ phải dễ đúng không? Thì bây giờ Sương sẽ thứ nhất là món quà là Sương tặng cho Tiên là để chúc Tiên về Thụy Điển và luôn luôn nhớ chị Sương. Nhìn vào món quà này sẽ luôn nhớ về chị Sương và cũng như là hy vọng là một ngày nào đó mình lại có thể thực hiện được những cái gì mà chị em mình đã nói với nhau và cũng như là trong những câu chuyện mình nói vui thì lại có thể là start up lên được một cái gì đó mà trong tương lai khi mà mình nhìn lại đó cả nhà. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn em rất là nhiều. Nói chung là duyên. Dạ đúng rồi, thật sự chị Sương là một người chị mà Tiên mới quen thôi và cũng như là thông qua anh chị anh Dũng và chị Diễm nhưng mà kiểu cảm thấy là hai chị em luôn rất quý mến nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên giống như tình yêu sét đánh như kia nhà. Chớp. Nhưng mà bạn Tiên có cảm thấy là chị Sương hiền như một người chị trong nhà. Dạ đúng rồi. Đối với ai cũng vậy, chị Sương rất là hiền luôn. Đúng rồi, chị rất là nhẹ nhàng cũng như là khi mà muốn học hỏi ở chị cái gì đó thì chị cũng chia sẻ và không có giấu gì hết cũng như là muốn cho em mình tốt hơn á. Đây là cái đó là đức tính rất là quý luôn. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã khen rồi. Rồi ha, chúc em nói chung là luôn luôn mạnh khỏe và một cái gì đó là luôn luôn nhớ về chị. Và sau này mà nếu về Việt Nam thì chị em cứ gặp nhau ở đây cũng được, ở Sài Gòn cũng được. Nói chung là không hợp tác công việc thì cũng có thể là mình nhiều cái để mình nói chuyện với nhau. Nhất là matcha rất là hợp nhau. Đúng rồi. Đồng thanh matcha. Đây, đây là một món quà Sơn. Ủa em tặng. Đang đứng. Ủa cái gì? Ủa anh Dũng lại có quà nữa hay gì? Cái món quà này là giống như là Sơn cảm ơn hai bạn trong cái đợt rồi là đã có một con xe chân lông Sơn cũng bán. Ôi ơi, ngồi thành công. Cái xe đó em thấy là chị mới giao và mới có clip trên Tần Quốc Tuấn kênh YouTube các bạn. Thì Sơn tặng em thì cái này thì cũng hy vọng em thích. Nói chung là nói thật với các bạn là em cảm ơn chị nhưng mà phải nói là chị Sương là tặng quà hoài luôn phải. Tặng nào là táo đỏ rồi tặng đồng hồ rồi nói chung là làm mà những ngại mà cảm giác là mình cứ muốn xuống này hoài. Ủa alo. Nhưng mà phải nói là thật sự là mình chị Sương là một người mà tụi mình tiếp xúc không phải là quá nhiều lần nhưng mà đã tiếp xúc xong là rất là quý và tình cảm nói chuyện với nhau không có khoảng cách và chị em rất là quý nhau và một lần nữa là kiểu mà nói mà chị đã tiếp xúc rồi là muốn tiếp xúc nữa. Nhưng mà mình rất là vui vì mình và anh Dũng có một thể một phần nào đó để làm cầu nối giúp cho các anh em có thể gần gũi với nhau hơn. Ví dụ như ngày hôm nay thì chị Sương lại gặp với anh Cua này, rồi chị Sương lại có thể là làm việc sau này với lại Cẩm Tiên. Chị hy vọng rằng kênh Tân Quốc Tấn Xe Cũ cũng như là công ty của chị là lúc nào cũng sẽ buôn bán đắt hàng này thuận lợi và cũng như là anh Cua. Mình chỉ mong là không có gì hơn là mấy anh em mình luôn thuận lợi trong công việc và đặc biệt là luôn nhận được sự yêu thương của khán giả, là cái tình cảm rất là lớn và làm sao mà chị em mình 5 năm sau mà ngồi lại đây đều sẽ thành công hết. Em rất là mong cái điều đó luôn. Còn ảnh nữa ha, ví dụ như mới gặp thôi nhưng mà Sơn cũng rất là mến ảnh từ những cái video trước, xong rồi là gặp nhau thì rất là dễ gần nhau. Thôi xíu nữa tặng cho trái sầu riêng mang về. Sao chị biết em thích sầu riêng vậy? Hả? Sao chị hồi nãy em nói là em cũng thích ăn sầu riêng mà. Dạ. Nói cho nhớ luôn đấy. Nói cho sầu riêng thì thôi em mang cái sầu riêng về. Dạ, không? Dạ, đi ha. Sao mà để có món quà nó ý nghĩa hơn đúng không em? Dạ. Đi.
mà các bạn đấy nhìn thấy chị Sương chưa? Nếu mà bình thường á, không ai nghĩ là chị Sương là một giám đốc một công ty mua bán xe tải các bạn. Đó là nhìn rất là mềm mại, thân thiện luôn, nhưng mà lại làm một cái nghề gọi là cứng rắn các bạn. Và thật sự là mình cũng rất là cảm ơn các bạn, vì thật sự là các bạn rất là cùng quý team Phạm Dũng, và đặc biệt là quý những người anh em mà tụi mình chơi với nhau. Hy vọng là các bạn nếu mà yêu thương kênh Phạm Dũng thì cũng sẽ yêu thương tất cả các anh em đồng hành cùng với kênh Phạm Dũng. Và ví dụ đặc biệt là Cẩm Tiên, khi mà sang Thụy Điển thì các bạn sẽ ủng hộ Tiên nhiều hơn nữa để kênh Cẩm Tiên TV sẽ ngày càng phát triển và sẽ là cái động lực lớn để Tiên có thể về Việt Nam. Yeah. Nhưng mà để tiếp nối tiếp theo nữa là em xin cảm ơn chị Ánh Cua, cũng như là cũng là mới gặp luôn, mới gặp chị Ánh Cua lần đầu tiên mà khi mà mình là mở quán ốc Tubo. Là cũng được mấy lần gặp của chị Ánh Cua, xong rồi tới quán của anh Đông, nhưng mà gọi là chị em mình là cũng có gặp nói chuyện nhưng mà chưa có tâm sự nói chuyện được nhiều, nhưng mà đợt này về chưa có được ngủ chung ở Sapa. Đúng rồi, được, nhưng mà đợt ba đêm hai đêm, nhưng mà đợt này về là hai chị em được ngủ chung như cả nhà, là có cảm nhận được hơi ấm của nhau rồi. nhưng mà chưa có mặn nồng lắm, tại vì mới có hai đêm thoáng qua thôi. Đúng rồi, còn hơi nhẹ nhàng, còn hơi nhẹ nhàng quá chưa được. Cũng cảm ơn chị Ánh Cua cũng là chú rồi dành thời gian ở đây để chung vui với em, cũng như là chia sẻ với những khoảng cách này đối với mong em, mọi người. Mong là Tiên về bển có một chuyến bay bình an và luôn vui vẻ, và hãy giữ liên lạc với mọi người. Đây là mọi người luôn trông ngóng Tiên về để cùng có những chuyến đi thật là hoành tráng nữa. Em cũng chúc cho chị Ánh Cua luôn là thành đạt trong công việc nè, ngày càng xinh đẹp ra, và cũng như là mọi điều chị mong ước và muốn làm là sẽ được hiện thực và phát triển. Cảm ơn Tiên. Hy vọng là lần tới bạn Tiên trở về Việt Nam thì mình sẽ có một cái chuyến đi nào đó mà kết hợp với cả bốn chị em, và mình sẽ thuê một cái chỗ gọi là VIP nhất ở cái chỗ mình tới để cho bốn chị em ngủ chung các bạn ạ, để cho hơi ấm. Gọi là chị em nó đúng như mong muốn là bốn chị em ngủ với nhau ấy, để gọi là tình cảm nó thắm thiết hơn. Lần sau là mình đi xe container luôn, đi thuê một chiếc container đi từ Bắc ra Nam luôn các bạn ơi. Cái đó không phải lâu, phải hành lý luôn. Đem bao nhiêu rồi, đem luôn em bao nhiêu. Mình chúc nhau những gì tốt đẹp nhất nha. Em mời bây giờ thì mình xin chúc bạn Cẩm Tiên sang bên đấy công việc thuận lợi, sức khỏe là dồi dào, và sớm có dịp trở lại thăm quê hương. Còn mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi clip đến từ giờ phút này, và chúc chị Sương là sẽ bán hết cái sân xe tải này trong một vài ngày tới chị Sương, và về những cái lô tiếp theo. Chúc Ánh Cua là cửa hàng sắp tới sẽ mở rộng và phát triển hơn nữa. Còn bây giờ mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và khoảng chừng là 2 giây cho em gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đối với lại khán giả trên kênh của Phạm Dũng, cũng như là khán giả trên kênh của chị Sương và cũng chị Ánh Cua, đã cũng dành tình cảm cho tất cả các anh em ở đây, và cũng như hy vọng mọi người cũng sẽ giữ được cái lửa đó, ủng hộ các anh em trong hành trình sắp tới nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chào các bạn nha. Mọi người có thấy hoa đẹp không, mà rất là thơm luôn nha. Hồng trường, hồng trường. Đây sẽ dành cho chủ nhân sở hữu bó hoa tuyệt đẹp ngày hôm nay, đó là Cẩm Tiên TV. Em xin cảm ơn chị rồi ơi, bất ngờ quá cả nhà ơi. Hoa đẹp quá à. Tự nhiên hôm nay mình thấy là mình đến đây không có quà gì hết, mình ngại quá, nhưng mà thật sự là chị nha. Mong là mọi sự đều bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Chia hết mấy chị em mình rồi. Vậy tại vì đất tôi lo quá cả nhà. Hoa đẹp, hoa đẹp. Xin chú qua này cả nhà. Chị Sương là vừa mới mua yến để ủng hộ Cẩm Tiên. Nói về quà thì thực sự là mình biết Tiên rất là thích trà, trong suốt hành trình đi vừa qua thì mình có đặt 10 túi trà, hồng trà để gửi cho Tiên. Hy vọng rằng trong ngày mai thì trà sẽ gửi từ Hà Giang về kịp để mình có thể là gửi Tiên uống tỉnh táo trong những hành trình mà quay video gửi đến các bạn ở Thụy Điển. Dạ. Nói gì chứ, nói sao mình uống trà mà mình ngủ dữ lắm nha. Cẩm Tiên cũng vậy luôn nha. Tiên uống trà uống nhưng mà uống nhưng mà vẫn uống ngủ. Người ta nói uống mất ngủ, nhưng mà mình uống là uống trà, uống cà phê, uống chứ ngủ ngủ. Ủa sao đây có cái gì nữa vậy? Em gửi yến bên em gửi tặng kèm táo đỏ với lại đường phèn chị ạ. Là đó, nguyên combo để mình có thể hầm lên. Hay quá. Chưng lên. Chưng lên. Còn hầm là hầm rượu luôn à. Mà mình cũng nói giống như là trưa nay thật sự là nói với anh Dũng là trong cả cái hành trình đi là chọn yến tụi em rất là khỏe. Thì là mình em không biết là nó có liên quan gì không, nhưng mà tụi em dùng yến được 2 năm rồi. Nhưng mà chuyển sang của em thì mới chỉ khoảng gần 1 năm thôi nha. Nhưng biến đó là về cái sự sử dụng lâu dài ấy, thì em nghĩ là nó phần nào sẽ rất là có ích cho sức khỏe. Thì mình sẽ ăn yến nhiều dài rồi ha.
từ đây tôi thấy là có chữ hotline của Phan Diễm này đúng rồi, và cái tổ yến rất là đẹp luôn. Phan Diễm Vlog bên này có Phan Diễm Vlog mà bên này không có. Dạ tem cũ tem mới. Nhớ.